Sao chưa nghỉ ngơi nữa ta? Chưa nghỉ ngơi luôn á. Vô rồi đó, vô rồi đó. Trời, mạng chậm chốt đơn mà trầm cảm. Nhiều khi mình lên lâu thì lâu khách mới comment. Sao nó chậm hơn nhiều lắm, chậm hơn ít nhất là 30-40 giây á. Hello hello, xin chào xin chào. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha, mưa buồn quá mọi người ơi. Sorry mọi người, em lên trễ tại mắc mưa. Từ nhà chạy vô kho sao mọi người? Chưa hết 12 lượt chia sẻ. Em chào chị Huyền Bi, trời ơi lâu quá mới gặp. Chào mọi người nha. Em chào chị Hoa Phan, chào mọi người. Mọi người chia sẻ cho em miếng nha. Đây để em ghim cái bài em lên các mọi người ơi. Chiều thứ bảy tưởng đâu là quẩy sung rồi lại gặp mưa. Ráng thật. Rồi cả nhà có yêu cầu em Ngân lên món gì thì yêu cầu đi mọi người. Để em ghim cái này lên xong cái em lên liền cho mọi người nha. Ai thích cái gì thì mới vô mình làm liền nha. Em chào Như Tâm nè. Chào mấy chị. Chào mọi người. Mọi người có thích gì mọi người nói đi em lên trước cho. Đừng ai nói cái chảo Mỹ nha. Rồi xong. Rồi chào cả nhà vô nha mọi người nha. Chào Vy Vy. Đây thấy chia sẻ giùm mình. Chia sẻ nhóm nào có liên quan tới gớm nha bà nội. Và chia sẻ vô nhóm tầm bậy tầm bạ nó bớt tôi nữa. Vô cả nhà ơi, em có một cái bình mặt quần. Lên bình mặt quần cho anh Trung kìa. Cái nồi em ôm đó có từ không? Có mới hết luôn á. Đây. Đó, có từ nè, mới tinh luôn. Con này là size 21, sâu lòng là 8. Nó là màu xanh bạc hà, rất là đẹp, mới tinh luôn. Một cái duy nhất à. Rồi, cái này em ngân cân cho mình là lấy nhiều nhiều cho anh Trung nha. Rồi, con này em ngân cân cho cả nhà là wow, xịn dữ rồi. Bé này em bán cho mình là ôi ổn quá. Rồi con này bán cho mình là 201, mã là 210, bán ổn quá, nó mới tinh luôn nè. Mã là 210 ạ, bấm 210 giúp em, cảm ơn mọi người. Bên mặt quần nè anh Trung ơi. Con này em cân cho mình là 169, mã là 169 giùm em, 169. Nay mang đồ giống sốt rét dậy gái, trời ơi. 201 chốt cho Nguyễn Huyền Bi. Hai. Ủa chị Như Tâm không bấm, sao chị Như Tâm không bấm? Trời đất ơi. 169 chốt cho anh Trung. 169 em chốt cho anh Trung à. Đây thêm con nữa. Rồi con này đẹp nè, 190.000 anh Trung, đẹp quá trời, mã là 190. Trời đất ơi, bà Như Tâm sao nói mà không bấm. U là trời. Đây em ngân lên thêm con này. Con này là 48.000, mã 48. Mã 48 giùm em, bình rất là đẹp. Xịt mũi luôn anh em, tôi sắp chết. Đây em lên cái bình mặt quần màu vàng nè, dễ thương lắm luôn. Rồi cái bình màu vàng này có cái áo bên ngoài luôn. Con này chắc mặc áo mưa mọi người. 60 nó chùm nguyên con nè. Test mặt quần kỹ chút nhé. Sao vậy anh, có vấn đề gì hả? À chị Như Tâm bấm mã chứ, tại cũng có người bấm mã mà em biết làm sao. 60 cho anh Trung. 60 cho anh Trung. Sao vậy anh Trung, có vấn đề gì hả? Con này là 50.000 mã 50. Mã 50 giùm em, 50.000 mã 50 giùm em, rất là đẹp, ngon lành, mới tinh. Rồi lên cái bình màu hồng nha, màu hồng thể thao tầm 1 lít nha mọi người. Con này là 99.000, đẹp thôi rồi luôn, mã 99. Bình 2 lít 2 ơ rồi đi. Bữa hai em mặc quần mới đau lỗi. Mới đau lỗi là sao? Bị lỗi sao ta? Bị lỗi nhiệt hả? Lỗi nhiệt anh Trung gửi lại em đi. Đây em lên con này thêm mốt nè. 108, mã là 108 giùm em ạ. 108.000, mã là 108 giùm em. Sao bình mới mà lại bị lỗi chị ta? Đây. 40k mã 40 ạ. Mã 40. Không xịt thì nó mũi, xịt thì nó ho. Chán hả? Đây em lên một cái quánh nhôm cực đẹp, size 22 và sâu lòng là 10 nha mọi người. Ngon lành, cái cán bằng nhôm rút luôn nè. Rồi cái em nhân đúc nguyên con này là 268.000, mã là 268 giùm em. Mã là 268 rất là đẹp, 268.000, mã là 268 giùm em.
Đâu có gì đâu, lỗi gửi là em đổi cho, có gì đâu ông này. Nhiều khi nó thấy bình mặc quần nó tưởng bình mới hay sao, không tét quá chắc vậy. Rồi con này 51.000 full đỏ hộp mạng quả luôn nha mọi người. Mã 51 giùm em, mã 51. Đây vé lên cái quánh inox nè. Con này là size 28 và sâu lòng là 8 nha, có từ luôn. Rồi con này là 139.000, mã là 139 giùm em. Mã là 139 cho mình ấm vào đi mấy cục vàng, ấm với lại ủ trà. 139.000, mã là 139 giùm em. Mũi quá vậy. Ồ hôm nay có cái chảo vuông mà bằng nhôm nữa nha, đẹp chưa. Chảo vuông bằng nhôm này em cân cho mình là 75.000, mã 75 giùm em. Mã là 75. Trời, bắt quạt nó lên miếng xúc rét luôn á. Không bắt quạt thì nó mũi, mà bắt quạt thì nó lạnh. Đây em lên cái bình nai cho mọi người. Con này tầm 1 lít nha mấy anh chị, tầm 1 lít. Bé này là 149.000, xịn sò. Mã là 149. Trung ơi, hello. Rồi con này em ngân cân cho mình là hôm qua quéo quèo quèo không biết like luôn. Trời, hôm qua quá trời bình đẹp luôn. Em kêu tụi nó nhắn anh Trung, Trung đâu á. Rồi con này anh Trung 105. 105 để mình chốt nha. Mã là 105 giùm em, 105.000. Đây em ngân lên một con nồi inox. Bé này là size 20 và sâu lòng là 13. Hai đáy đàng hoàng luôn nha, kiểu nhỏ nhỏ xinh lắm nè. 105 em chốt cho anh Trung. 105 cho anh Trung. Rồi con này là 154, mã là 254, mã là 254 giùm em. Mã là 254. Hảo bạn. Rồi bình 1 lít nha mọi người, trắng tinh luôn nè, trắng tinh như ngọc trinh luôn đó. Rồi em bình này là 156, mã là 156. Chia sẻ bài chưa ở đó? Chưa chia sẻ bài hơi tôi ký đầu giờ so beautiful. Anh em thì làm việc vất vả, giờ này về nhà sướng quá trời quá đó. Rồi em lên cái ủ trà cho mình nha. Ký 220 chị Quyên, ký 220, còn mấy cái nào mà VIP thì em bán món. Rồi con này là 202.000, mã là 202. Mã là 202 giùm em, 202.000 ạ. Mấy cái nào mà em nói bán món thì em sẽ bán món mọi người. Đây lên cho mình một con chảo titanium. Bé này là size 29 và sâu lòng là 9. Trời, xuất sắc. 159 em chúc cho Maria Dương. Rồi con này là 228.000, đẹp lắm nha quý vị. Ai rất là đẹp, 228, mã là 228 giùm em. Mã là 228. Úi. Rồi em ngân lên cho mình con này 1 lít hiệu Changer nè, bình hiệu luôn. Bình Changer này em ngân cân cho mình là 105, mã là 105, 105.000 ạ. À, ngày nào đi nhậu là like đồ đẹp. Vậy mà coi được. Thôi đi cha, ta nhắn tin cha không thấy. Hôm qua em kêu anh Trung quá trời luôn á. Cái này là size 16, sâu lòng là 5, chiên trứng cute nè mấy chị. Rồi cái bình cái này có 75.000 à, dễ thương lắm. Mã là 75 giùm em. Mã là 75. Mấy anh trai mấy chị gái chia sẻ bài giùm em cho nó sôi động cuối tuần lên đi mọi người. Con này là 90.000, mã 90 nha. Bé này là hiệu Tiger, bóng loáng luôn ạ. 90.000, mã 90. Cho mình ấm rồi đi cô bé. Mã 90 giùm em. Cái này trước. 90 chốt cho anh Trung. 90 em chốt cho anh Trung. 75 chốt cho Nguyên Vũ. 75 em chốt cho Nguyên Vũ. Lên nhẹ cái chảo Mỹ thôi, không có gì. Con này là size 28 cả nha, có từ đàng hoàng nha. Rồi chảo Mỹ em không bán cái nha mọi người. 670.000, mã là 670 giùm em. Một con chảo Mỹ xịn sò, mã là 670, quan trọng là xài được từ luôn nè. Rồi em lên một cái ấm cho mình nha. Bé này là 2 lít. Đây có lưới lọc bên trong luôn. Em check coi, có từ luôn à. Con này là 105 em chốt cho Chí Thanh ạ. Cho em số điện thoại ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha. Em này là 203, 203 rất là dày mọi người. Mã là 203 giùm em. Mã là 203. Rồi bé lên bình nước 1 lít nha. À, em chào chế. Rồi con này là 68, mã 68 giùm em. Mã là 68. 203 chốt cho Nhung Trần. 203 em chốt cho chị Nhung Trần. Ừ, 203.
Rồi con này là size 29 và sâu lòng là 9, một cái quần nhôm vàng nha. Con này là 106, mã là 106 giùm em. Mã là 106. 68 chốt cho anh Trung. 68 em chốt cho anh Trung, lên mấy cái bình nhỏ cu te cu ơ rồi đi mấy bà. Đây bé lên con này là cái bình ủ trà nha quý vị. Bình ủ trà 187, mã là 187 giùm em ạ. 187 nghe. Mã là 187. Bình mặc quần anh Trung ơi. Rồi con bình mặc quần này 120 ngàn, mã là 120, mã là 120 giùm em. 187 cho chị Huyền Be, 187 cho chị Huyền Be. Bé lên chảo size 27, lòng quá đẹp luôn mọi người. 120 cho anh Trung. Rồi 120 của anh Trung. Con chảo nhôm đúc lòng đẹp này là 160, mã là 160 giùm em ạ. 160 ngàn, mã là 160 chị, mã là 160. Bé chốt đơn tên gì? Thí hai lửa, hỏi hoài mệt ghê á. Khen người ta giọng ngọt giọng ơ rồi giờ hỏi tên gì. Rồi em ngân lên con này 2 lít miệng rộng nha mấy chị. 191, mã là 191 luôn anh chị ơi. Mã là 191. Áp suất phía sau. Lên cái nồi áp suất phía sau giùm em đi. Lên cái nồi áp suất phía sau giùm em. Anh Thanh Quốc cần mấy lít rồi? Có từ hay không từ để em lấy cho. Hả? Đây em có một cái quánh inox. Con này là size, con này là size 17 và sâu lòng là 8 nha. Đây đẹp lắm, có từ 123 ngàn, mã là 123. Đây mấy cái này hâm đồ ăn là quá tiện. 191 em chốt cho ít thanh nồi lít nhỏ thôi, lấy nồi 2-3 lít giùm mình đi, lấy nồi 2-3 lít giùm mình đi. Đây bình thông minh hai khóa nha mấy chị, trời ơi gắn cái bộ móng tay là nó vô dụng hẳn ra luôn á. 61 ngàn, mã 61, khi mà mình đóng mình khóa qua đây là mình bấm không được nè. Mã 61 giùm em. Thay đổi đào liên tục, ai mà biết ai, bé nào cũng ngọt chứ bé lai chua là nhận ra liền. Rồi con này size 20, sâu lòng là 7, lòng rất là đẹp luôn nè mọi người, xịn ghê luôn á. Rồi con này là 100 ngàn chẳng, mã 100. Hello cưng, chúc cưng bán thật đắt hàng nha. Dạ em cảm ơn chị Đài Trang, cảm ơn mọi người nha. Trời mọi người đâu cần mua hàng, mọi người vô đây coi em là em vui rồi, vô nói chuyện với em là em vui rồi. Con này 3 lít nha. Con này 3 lít nha. À, anh ấy ơi. 100 cho anh Minh Khôi, Minh Khôi. Rồi con 3 lít này là 745.000, 745.000 anh trai. Mã là 745. Mã là 745 ạ, 745.000. Rồi em ngân lên bình nhỏ cute cho mình nha. Con này là 49, mã 49, mấy chị có thể bỏ dừa vô túi sách đi làm luôn, rất là gọn. Mã là 49 ạ. Nồi 18-20 có từ không? Có ạ, nồi 18-20 cho mình đi, có nha. Có từ luôn này chị gái. Mà con này là size 24, nhỏ hơn nữa. Con này sâu lòng là 11, đẹp nha mọi người. Sạch sẽ quá trời nha. Có nào nhỏ lít hơn không? Có cái 2 lít 2 á chật. Nồi áp suất 2 lít 2. Rồi em này là 234 mấy cục vàng ơi. Mã là 234, đẹp quá trời luôn nè. Mã là 234 giùm em. Rồi mình lên quà tặng cho khách đi bạn. Bữa nay cuối tuần tặng mạnh tay luôn. Rồi bé này, cái nồi đâu? Con này là size 22 và sâu lòng là 5. Có từ luôn, chiên trứng nha. Bé này là 122 giùm em. Mã là 122. Mã là 122 ạ. Đây nồi nhỏ này chị Như Tâm. Con này là size 22 vừa ý chị luôn nè, sâu lòng 10. Có từ luôn nha mọi người, tầm 2 lít á. Em này là 198, mã là 198 giùm em ạ. 198.000. Nồi áp suất nhỏ đây nè anh trai ơi. Cái núm của nó nè đầy đủ hết luôn nha. Con này em coi 2 lít rưỡi, 2 lít rưỡi đây nè anh Thanh Quốc. 198 chốt cho Như Tâm. 198 của chị Như Tâm. Rồi con này có 490 ngàn anh trai ơi, 490 ngàn giùm em. Mã là 490, mã là 490 ạ, 490 ngàn. Mã là 490 giùm em. Bấm lại giùm mình, sao văng ra mất tiêu rồi. Đây em lên con này. Con này là size 26 và sâu lòng là 7, xài bếp ga giùm em nha anh chị ơi. Vân Đá 117, mã là 117, 117 ngàn. Có đơn đi rồi em tặng nè. Đây bé lên cái này. Em này là 220 giùm em. Mã là 220, bình mặc quần 220 ngàn. Mã là 220 ạ. Mã là 220. Có cái ấm nhỏ 1 lít dễ thương lắm nè mọi người. Bếp ga nha. Ồ bếp từ luôn nè, ghê chưa. Bếp từ nha. Em này em ngon cân cho mình là
Trời ơi, có 95.000, mã 95. Có bình đun nước cắm điện? Dạ không, em chỉ bán đồ gia dụng thôi. Còn mấy cái đồ mà điện em không có bán nha. Cái 190 kiểm tra bao kích thước bao nhiêu vậy? Sai miệng đưa lại gì mình cái 190 các bạn. Cái nồi á đem dẹp rồi của Như Tâm á. Con này xem lại 220 là gì bạn cho coi lại. À, 220 là bình mặt quần Ngọc Minh. Đây ạ, à, đây Ngọc Minh, bình mặt quần vỏ đẹp ghê luôn. Vỏ đẹp thì tất nhiên là guộc đẹp rồi. Size 22 rồi, em cũng nhớ là size 22 á. Đây trên G 220 giùm em, quá đẹp luôn, cái vỏ xuất sắc luôn á. 220. Con này là size 22 nè. Rồi, sâu lòng là 10 nha, sâu lòng là 10 có từ luôn. Ok chưa ạ? Đây bé lên con này một cái quánh. À, quánh inox size 20 và sâu lòng là 9. Có từ luôn anh chị ơi, bên trong nó có vạch chia nước cho mình luôn nha. Con này có 157.000 đẹp lắm, 157, mã là 157 giùm em, 157.000. Mã là 157 ạ. Lên cái khuôn bánh con cá cho mình ha. Đây mới tinh luôn, lòng rất rất là đẹp. 157 chốt đi. À, chốt cho anh Việt Anh. 157 em chốt cho anh Việt Anh. 220 chốt cho Maria Dương. 220 em chốt cho Maria Dương. Rồi cái con cá này 180 giùm em. Cái khuôn bánh con cá 180. À, con 4. Con 490 núm đủ. Áp chút con em. Dạ. Ron núm đầy đủ ạ. À. Mọi người cứ hỏi núm là em ngại quá. Rồi con này là 55.000, mã 55, Joji Rusi luôn nha mọi người. Đẹp lắm, mã 55. Vậy em để cho người khác đi, lấy cho chị cái nhỏ thôi. Cái đó là nhỏ rồi đó chị, lớn là nó 24-25 á. Đây em lên thêm con này. Con này là size 23 và sâu lòng là 12. Hai đáy luôn nha, con này là hiệu iKitchen. Mọi người xài ga được, xài từ được luôn nè. Ở đây nó có hết mấy cái thông số luôn á, nồi xịn nó mới có những cái này. Đây bé lên con này. Con này là 283, mã là 283, nồi xịn nha. Em chào anh Cường Thanh à. Có tặng ba cái ly bia cho anh Cường Thanh chưa? Có núm hồng không xốp cho một cái nhé. Con này là size 15 và sâu lòng là 8. Hâm đồ ăn cho bé nè. À, bé này là 86.000, mã 86. Mã 86. Núm hồng chắc phải bill quá anh Trung ơi, giờ hết rồi. Rồi, em này là 65.000, mã 65 giùm em. Mã 65. Anh Phong cho cái ngân số điện thoại đi. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship. 86 chốt cho Huỳnh Văn Phong. 150 ạ, 150 cái ủ cháo. Anh Phong cho em số điện thoại nha. Bên mấy ngân là chuyển khoản rồi mới đi hàng ạ. Đây lên con bình màu cà rốt xinh lắm nè mấy chị. Màu cà rốt. Bé này là 45.000, mã 45. Mã 45 màu cà rốt giùm em ha. Cho mình bình 1 lít đi. Đây em lên con này. Huỳnh Văn Phong cho em xin số điện thoại. Dạ đó. Vậy đây cái nồi chống dính nè mấy anh trai ơi, size 28 và sâu lòng là 10 nha. Đây đây đây, ngon lành cành đào. Cái này em bán cái nha, lòng đẹp lắm. 380 thôi mọi người, 380, mã là 380 giùm em. Mã là 380, 380.000. Bình Joji 1 lít nè, cho em mấy cái chảo đẹp đi. À, hai ba nhà mua chảo người ta vô rồi không bán chảo à. Con này là 77.000 loại 1 lít nha mọi người. Mã là 77 giùm em, 77.000. Đây lên một con chảo sâu lòng, lòng đỏ size 29, sâu lòng là 9 và có từ lòng đỏ luôn nha mọi người. Em lòng đỏ này là 190, mã là 190 giùm em ạ, à, rất là đẹp. 190.000. Đây ngon lành cành đào luôn, 190, mã là 190 giùm em. Rồi à, em lên một cái quánh size 17 và sâu lòng là 8. Con này là quánh chống dính nha, 71.000, mã 71 ạ, à, mã 71. Rồi em chào Hoàng Thi, chào mọi người. Chảo đâu, lơi dơi quá vậy. Anh Huỳnh Văn Phong nhắn tin cho em trước rồi bên em nhắn tin. Anh Phong nhắn tin giùm em cái đi anh Phong, em nhắn tin cho mình không có được à. Nồi nhôm, con này size 26 anh chị, có từ luôn, vỏ rất là đẹp, lòng cũng đẹp nữa nè. Rồi em này là 130.000, mã là 130 giùm em, lòng rất là đẹp, mã là 130. Anh Phong nhắn tin trước giùm em cái được không, sao em nhắn cho mình không được. Con bình 1 lít 2 khóa. Đây hiệu Themos nha mọi người. Em này là 138, mã là 138 giùm em, 138.000. Đây mã là 138. Rồi à, cái này nó chung với cái nồi hồi nãy mọi người, cái màu y chang luôn. Cái nồi hồi đầu like á. 71 chốt cho Huỳnh Văn Phong.
Em này là size 27 và sâu lòng là 6, 130. Nguyễn Văn Đức 138 cho anh Trung ạ. Rồi con này là 150.000, màu xanh bạc hà đẹp lắm. 150 có từ, mã là 150 giùm em, lòng đẹp luôn nha. Rồi em lên tiếp cho mình cái quánh nhôm size 21 và sâu lòng là 10. Xài bếp ga nha anh chị ơi. Em quánh nhôm này là 115, mã là 115, mã là 115. À dạ, tại em nhắn tin cho mình trước không được á, anh say hai giùm em, anh vẫy tay cái là được rồi. Quánh xịn đi em hả, lên vài cái quánh chống dính giùm mình nha. Con này là 44, mã 44 cả nhà, lon cà phê, mã 44. À, anh nhắn tới em trước thì em mới chốt đơn cho mình được nha, sao em nhắn cho anh không được. Rồi bé lên thêm con này cho mình, một cái ủ trà quá là xinh luôn, hiệu Fortep nha. Em này là 195.000, mã là 195 giùm em, 195.000 ạ. Mã là 195. Đây quánh xịn em bán cái ạ. Con này là size 20 và sâu lòng là 7. Cái này em bán cái nha. 195 em chốt cho Như Ngọc, cho em thêm mấy cái nồi nóc nhỏ nhỏ nữa mọi người ơi. Rồi con này. Chào em. Con này là 150, lòng rất là đẹp, 150 giùm em, mã là 150. Thí nó chào anh Trung mà nó chào yếu yếu, nó sợ anh Trung nghe hay gì. Đây hai khóa nha mọi người, hai khóa rất là đẹp. Rồi em này em ngân cân cho mình là 75.000, mã 75 giùm em, mã là 75, bình màu xanh hai khóa, mã là 75 ạ. Rồi em ngân lên cho mình cái nồi, con này dày nha mọi người, cán inox luôn, size 20 và sâu lòng là 11. À, xài bếp ga giùm em nha, xài bếp ga. Con này em gắn núm sao cho mình ạ. À, 255.000, mã là 255, chưa gắn núm nha, mình có thể nhìn thấy đồ ăn bên trong. 255.000 chưa gắn núm ạ. À, mã là 255. Em lên con chảo Pháp đời mới nha mọi người, mà nó mới luôn. Rồi 150, mã là 150 giùm em, lòng rất là đẹp, 150.000. Mã là 150 ạ. À, gái mà gặp dai đặt là hay ngại. Rồi lên cái bình 1 lít đẹp ơi là đẹp, hiệu The Mốt nha. Bé này là 80.000, mã 80 anh chị, mã là 80 giùm em, 80.000, mã là 80. Đây em lên một con chảo lòng kim cương, bé này size 27, sâu lòng là 6 nha. À, con này là 160, đẹp quá trời luôn nè, lòng kim cương mọi người, 160 xài được từ, 80 của anh Trung nha, 80 của anh Trung. Em lên quánh men size 17 và sâu lòng là 11 nha mọi người ơi. Con này là đẹp quá. Rồi cái quánh men này bán 120 vui vẻ, mã là 120, một em quánh men 120.000, mã là 120 giùm em. Rồi Bé Ngân lên cho mình một cái nồi nhôm mới, con này em bán cái nha. Bé này là size 21 và sâu lòng là 10. 120 chốt cho Thanh Ly. 120 em chốt cho chị Thanh Ly. Rồi cái này là bán cho cả nhà 150 ạ, 150, nồi rất đẹp mới tinh luôn, 150 giùm em, mã là 150. 120 của Thanh Ly rồi mấy chị ơi. Đây lên một con chảo, con này là size 28 ạ, chảo màu cam, cán màu cam luôn nha, lòng ok. Em này là 155, mã là 155, mấy cái này chiên sướng lắm mấy chị ơi, mã là 155 giùm em. À, chống dính mà còn bắt từ nữa nha, bình màu tím nha mọi người. Con này là 62, mã 62, mã là 62, 62.000 giùm em. Cho nồi nhôm vàng đi, mã là 62. Đây em có một con nồi chống dính mini size, bé này là size 20 và sâu lòng là 9 ạ. Đây lòng rất là ok, có từ luôn anh chị ơi. 220.000, mã là 220 giùm em, màu cam. 220.000 ạ, mã là 220. Rồi Bé Ngân lên một cái nồi nhôm vàng ngon lành cành đào, con này là size 30 và sâu lòng là 13 nha. 220 chốt cho Như Tâm. 220 em chốt cho chị Như Tâm. Rồi con này là 154 cả nhà, một cái nồi nhôm vàng, mã là 154 giùm em, 154.000. Cho mình ủ trà nhỏ với lại cái hộp cơm đi. Đây em Ngân lên thêm cho mình một con ấm nhỏ, bé này là 122. 122, bên trong nó có lưới lọc luôn nha mọi người, mã là 122, ấm nhỏ mà có từ nặng lắm nè, 122.000. Rồi lên thêm vài cái chảo đi kìa, mấy nhà chảo người ta đợi kìa. Đây em lên cho mình cái ủ trà nhỏ nha,
con này là 178, mã là 178 giùm em, 178 ngàn. 122 chốt cho Linh Linh cho em xin số điện thoại. Linh Linh cho em số điện thoại đi Linh ơi, bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nha. Đây lên con này lòng đẹp, size 26, sâu lòng là 9 con cái vỏ này. 178 chốt cho Như Tâm. 178 Như Tâm, em này là 207, mã là 207, đẹp quá mọi người ơi. Mã là 207 giùm em. Chảo size 40 từ đẹp lấy cho anh cái nhé. Đâu ra bà nội, đâu ra chảo size 40. Hay vậy ghê á. Rồi em lên con này size 22, sâu lòng là 19, là đẹp. 207 chốt cho anh Cường Thanh. 207 em chốt cho anh Cường Thanh nè. Rồi con nồi này 188, mã là 188 giùm em. 188 ngàn, mã là 188 ạ. Mã là 188. Rồi Bé Ngân lên cho mình con này nha. Một cái hộp cơm. Con mấy ngăn? 2, 3. Rồi hộp cơm 3 ngăn 400 giùm em ạ. 400 ngàn, mã là 400. Bà Tân Vlog hôm bữa được hai cái chảo to đó. Thôi xả cái nồi 198 đi nha, xả đơn chị Như Tâm giùm mình đi, nãy giờ cứ xả hoài, xả hết ra. 400 chốt cho Thanh Ly. Rồi con này 57.000, mã 57 ạ. 400 em chốt cho Thanh Ly. 400 em chốt cho Thanh Ly. Rồi con này là size 27 và sâu lòng là 7. Con này em ngân cân cho cả nhà là 148, mã là 148 giùm em có từ. 57 chốt cho Lại Thủy. 57 em chốt cho cô Lại Thủy ạ. Rồi con này 58.000, đẹp rất là đẹp luôn mọi người. Mã là 58. Mã là 58, 58.000. Em lên con chảo nhôm nè, đẹp lắm nha quý vị ơi, lòng đẹp luôn. 205, mã là 205. Bé này xài bếp ga giùm em nha, nó là nhôm đúc á. 205, mã là 205 giùm em. Rồi, một quánh nhôm size 18 và sâu lòng là 8, xài được từ luôn nha mấy cục vàng. Con này là 105. 105, mã là 105 giùm em. 58 chốt cho cô Thủy ạ. Lên mấy cái bình cute đi, cô Thủy thích bình cute. Con này là size 29. Trời ơi, em bán cái thôi quý vị, nó rất đẹp. Rồi, con này là 195, mã là 195 giùm em. 195. Tiếp nè, đây con này. Con này là 59.000, mã 59 giùm em. Mã là 59 ạ. 59.000. Chảo chiên trứng nha mọi người. Bé này là size 22. Bé này là 97.000 giùm em nha, có từ luôn. Đây 97.000. 59 chốt cho Nguyên Vũ. 59 em chốt cho Nguyên Vũ nè. Cô Thủy vô hả? Bé này là 49.000 giùm em, mã là 49. Mã là 49, một cái lon cà phê màu đỏ rất là đẹp. 49.000. Đây em ngân lên nồi inox nhỏ cho mấy gia đình nhỏ 49 nè. 49 chốt con cho Nguyên Ngọc. Con này là size 22 và sâu lòng là 9. Có từ luôn nha, con chào mẹ. Rồi bé này là 158, mã là 158 giùm em. 158.000. Đây lên bình ủ trà cute nè. Con này tầm 1 lít hiệu Joji Rusi đàng hoàng. Bé này là 199 ạ, mã là 199 giùm em. 199.000. Đây em lên chảo vân đá cho mình. Con này size 25 và sâu lòng là 6 nha. Cái này là dừa chiên xào luôn mọi người. Chảo này là 199 cho Linh Linh. 150, mã là 150, vân đá trong và ngoài luôn ạ. 150 giùm em. 199 em chốt cho Linh Linh nha. Đây bình nắp bật màu đỏ. Em này là 55.000, mã 55, mã 55. Rồi anh chị nào mà là khách mới thì cho em ngân số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng nha mấy cục vàng ơi. Đây em lên thêm con này. Lòng mới tinh luôn mọi người. Nó còn thơm mùi nhựa luôn á. Rồi con này 121, mã là 121. Cái này mấy anh đem đi làm là hơi bị xịn luôn. 121. 59 của anh Nguyên Vũ đó. Anh Nguyên Vũ này khách mới đúng không? Cho số chưa? Anh Nguyên Vũ cho với Ngân là số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Rồi con này 49.000 chấm bi màu hồng, mã 49 giùm em. 121 em chốt cho Linh Linh nha. Đây em lên một cái lòng nồi. Con này là size 20 và sâu lòng là 9 nha anh chị, có từ luôn. Em lòng nồi này là 106, mã là 106 chú cha. Mã là 106 giùm em, có từ màu xám ạ. 106.000. Rồi lên một cái chảo size 21, sâu lòng là 6, cái này em bán cái nha. Rồi con này là 140 mọi người, đẹp lắm. 140 mới tinh luôn. Mã là 140 giùm em. Đây em ngân lên thêm cho mình một cái bình
bình này tầm 1 lít ạ. Hiệu Vi Cúc 75.000, mã 75 giùm em, cho em nồi nhôm đi, mã 75. 140 chốt cho cô Thủy, 140 chốt cho cô Thủy. Đây, trời ơi nó mới tinh mà nó chói mắt luôn mọi người, sáng bóng. Rồi cái ấm này tầm 2 lít. 75 chốt lại. Con này là 123, mã là 123 giùm em, 123.000. 75 chốt cho cô Thủy ạ, 75 cho cô Thủy. Rồi em lên một cái nồi nhôm. Con này là size 33 và sâu lồng là 15 ạ. Đây, cái này là 179, mã là 179 giùm em, 179.000. Một cái nồi nhôm to luôn mọi người, mã là 179. Đây, em có con thể thao 1 lít nha, và nó có cái móc keo ở đây nữa nè mọi người thấy không? Đây, hai khóa. Em này là 123, mã là 123 giùm em, 123.000. Mã là 123. Nồi kho quẹt xài từ luôn nè. Đây, bé này là size 20 và sâu lồng là 7. Con này là 123 chốt cho anh Trung. Con này 90, đẹp lắm mọi người, mã 90. 123 em chốt cho anh Trung ạ, 123 của anh Trung. Em lên con chảo nhôm size 27 và sâu lồng là 7 nha. Con này cốt nhôm bắt được từ 154, mã là 154, mã là 154 giùm em. 90 chốt cho Kim Ngân Phan. 90 em chốt cho Kim Ngân Phan. Rồi bình cà phê màu hồng 56.000, mã là 56 giùm em, mã là 56. 90 có chủ rồi mấy chị, 90 là cái gì nhiều người thích vậy? À, ok. Rồi con này 35.000 một cái bình cà phê, đẹp lấp lánh luôn mọi người thấy không? 35.000 mã 35. Em có quánh nhí size 15, cái này là mới tinh luôn ạ, xài bếp ga. Con này em ngân bán cho mình là 56 chốt cho Huỳnh Văn Phong. 70 mã 70 giùm em, 56 của Huỳnh Văn Phong. 35 có chủ chưa? 35 chốt cho Thúy Mèo. 35 chị Thúy Mèo. Con này 49.000 anh chị, mã là 49, quá rẻ quà re. Mấy cái bình nước này em nghĩ nha. 70 của chị Thúy Mèo. Nếu là em mua tặng đồng nghiệp mỗi người cái luôn mọi người. 48.000 mã 48 giùm em, mã là 48. Trời nặng dữ. Đây lên cái nồi inox VIP mọi người, nặng lắm, size 23 và sâu lồng là 10. Có từ luôn nha mọi người, nặng gãy tay luôn á. Bé này là 446, mã là 446 giùm em, 446.000. 70 có chủ rồi, lên mấy cái bình 1 lít giùm mình đi. Đây anh chị thích bình 1 lít với Ngân, lên bình 1 lít cho mình nha. Đây con này, con này là 102, mã là 102 giùm em, mã là 102, 102.000. Rồi bình màu xanh nửa lít ạ, bình màu xanh nửa lít. Đây cái này cho mấy anh trai đi làm. 69, mã 69 giùm em, mã là 69.000 ạ. Mã là 69, một cái bình màu xanh. Cái nắp của nó mình lật lại làm cái ly luôn cũng được nữa. Mọi người nhìn bên đây nè, đưa qua đây nó bị mớp, bên đây không có mớp này. Đó, tại do cái camera thôi mọi người. Đây em lên con chảo mới bán cái size 26. Đây quá đẹp luôn á. Bé này em ngân con cho mình là 107. Trời trời trời, xuất sắc mọi người ơi, mã là 170, đẹp lắm luôn. Mã là 170 giùm em. Rồi với Ngân lên cái nồi nhôm nhỏ nhỏ xinh xinh cho mình nha. Con này là size 22 và sâu lồng là 10. Đây cái nồi nhôm này em cân cho mình là 120, mã là 120, hàng mới chưa xài luôn nha. 120.000, mã là 120 cho mấy cái inox vậy. 170 chốt cho Trần Vi Tú. 170 em chúc cho Vi Tú ạ. Rồi Vi Tú cho em số điện thoại nha, bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng. Đây con này, con này em cân cho mình là 89.000, mã là 89 ạ. Bình full inox luôn, mã là 89. Áp nó làm cho méo hàng gì, thấy bên tròn bên méo. Ôi à, chịu thôi. 89 chốt cho anh Chun. 89 cho anh Chun, thiệt ra không phải là muốn làm đẹp hay là gì đâu mọi người, tại muốn cần có cái dòng này nè, cho nên là phải xài app live stream chứ đâu cần làm đẹp gì đâu. 217.000, đẹp xỉu luôn, mã là 217, mã là 217. Hôm nay cam làm sao nó cứ méo méo thế nào à? Dạ em xài app live stream để có được cái dòng này nè đó, cho nên là phải xài app chứ không có bị gì hết á. Rồi lên cái lon màu hồng quá là xinh, Zoji có hiệu đàng hoàng. 53.000, mã 53, mã 53. 217 chốt cho Thanh Ly à, cái bình nó đẹp lắm Ly ơi, hàng VIP mà. Lên cái ủ trà nè cho mấy cụ nha, lòng đẹp luôn. Em ủ trà này là 186, mã là 186. 53 em chốt cho Thu Hằng Dương. 53 cho Thu Hằng Dương, lên bình cute xịn như mình. Bình có khóa thông minh nha mọi người. Con này là
Con này là 45.000 mã 45 giùm em. 186 chốt cho bạn ơi. 186 chốt cho Đăng Minh. 186 em chốt cho anh Đăng Minh à. Em lên một con chảo lồng kim cương size 27, vỏ đẹp luôn nha mọi người, xài bếp ga giùm em. Con này là 130.000, mã là 130. Mã là 130. 45 em chốt cho chị Thí Mèo nè. Đây, màu xanh ngọc. 46 mọi người, mã 46 giùm em. Thiệt ra nó là 45. 45. Mà tại vì ông già 45 nữa thì lại trùng. Rồi con này là 51, mã 51 giùm em. Mã 51 cả nhà, màu hồng. Nó không có mớp méo gì đâu, để em đưa về đây cho mọi người dễ nhìn. Đưa qua đây cái nó mớp, tại nó bắt cái mặt của em đó. 46 chốt cho Trần Vi Tú. Cho số chưa? Vi Tú cho em ngân số đi ạ. Bên em là chuyển khoản mới đi hàng nha, cho rồi ạ. Rồi 49.000 màu xanh ạ. Màu xanh, mã 49, có khóa thông minh luôn nha mọi người. Mã 49, khóa thông minh đầy đủ. Cho mình bình 2 lít đi. 51 chốt cho Lại Thủy. 51 em chốt cho Lại Thủy. Rồi lên cái quánh chống dính size 18 và sâu lòng là 8 nè. Con này là 116.000. Hâm cháo, hâm súp hoặc là chiên dài cái chả giò mọi người. Mình đâu có cần một cái chảo quá to, nó sẽ tốn dầu. Chiên như vậy đỡ tốn dầu nữa, tiết kiệm. Đây, lên một con bình 2 lít miệng rộng cho mình nha. Đây, ngon lành bên trong. Rồi, có dây đeo đầy đủ. Em này là 231, mã là 231 giùm em. Mã là 231 anh chị. Nắp chính, nắp phụ đầy đủ hết luôn. Mã là 231. Cái này là một ca trà đá từ sáng tới chiều luôn ha. Mã là 231. À, app này nó làm cho da đen thành da trắng hả, hay vậy ghê. Mọi người có ai gặp em ngoài chưa mọi người? Mọi người có ai gặp em ngoài chưa? 116 chốt cho Trần Thị Bích Duyên. 116 cho Bích Duyên ạ. Khách cũ mới. Con này là size 27 và sâu lòng là 10. 3 lít mọi người. Đây, sao lại 3L ta? Nó để là 3L mọi người thì cứ nghe vậy đi ha. Chốt mã 231 chốt cho Dũng Trần. Anh Dũng cho em số điện thoại luôn nghe. Rồi, con này là xịn nha, dày lắm. 385.000 mọi người, một cái nồi lẩu xịn có hiệu luôn nè. Remio Rossi. Đây. 385 giùm em, 385. Lên thêm mình mấy cái bình 2 lít để uống trà đá coi mấy bạn. 46.000 màu hồng, 46 mã 46 giùm em. Mã là 46. Lên cái ấm mới anh chị ơi, con này nó mới tinh luôn nè. Mới xịn luôn á. Ấm nhôm. Con này em ngân bán cho mình là 190, mã là 190 giùm em. Mã là 190. 385 chốt vậy. Cho Linh Linh. 385 em chốt cho Linh Linh. Trời, giống quỷ vậy, bật hết hồn luôn á. Quỷ yêu gì đâu. Rồi, con này hiệu On Go. Bên trong sạch sẽ. Con chào cô Thủy. 250 quý vị, hiệu On Go. Dạ, là nồi lẩu à, mình nấu canh cũng được không sao nha chị nha. Đây, ngon lành, thể thao, thể ơ, đồ với người ta mọi người. Đây, lên một con nồi men, rất là đẹp, màu đen luôn. Bé này là size 18 và sâu lòng là 9. Đài, 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 giữ vàng làng. Rồi, con này em ngân bán cái nha quý vị. 170 nồi men, đẹp ngon lành luôn. Mã là 170, không tróc men à. Mã là 170 giùm em, 170.000. Rồi em ngân lên một con chảo lòng đẹp, thiệt đẹp. Size 26, sâu lòng là 6. 170 em chốt cho anh Cường Thanh à. À, rồi con này là 147, mã là 147 giùm em. Mã là 147. Đây, lên cái bình Changer 1 lít nha. À, con này là 92.000, mã 92. Mã 92, 92.000. Rồi em ngon lên thêm một cái nồi canh to, thiệt to luôn mọi người ơi. Nồi Mỹ mọi người, Amway Queen. Hôm qua cha nào hỏi cái nồi này thì không có, kiếm không ra. Tức ghê á, hôm qua có khách hỏi cái nồi này nè. Con này size 27 anh chị. Rồi, bé này em ngon cân cho mình là 680, mã 680, nồi Mỹ nha mọi người nha. Amway Queen, mã là 680 giùm em. Lên cái bình mặt quần nè. Cái bình mặt quần là có cái vỏ bọc bên ngoài nha, để mấy anh chị mới vô không biết cái bình mặt quần là cái gì. Rồi, con này là 166, mã là 166 giùm em. 68 là gì vậy? 680. 680, trời trời, chết em luôn rồi. 68 nữa. Đây, lên một cái 166 cho anh Trung. Em lên một cái quánh nhôm. Con này là size 26 và cái nắp của nó lật lại làm cái chảo được luôn nha anh chị. Nhôm này nhôm xưa, nhôm đúc. Bé này em ngân cân cho mình là 442, mã là 442 giùm em ạ. 442.000, mã là 442. Rồi em lên một cái quánh nhôm hâm đồ ăn nè. Con này là size 18 và sâu lòng 8.
80.000 mã 80 ạ. Mã 80 giùm em, 80.000. Rồi em ngân lên thêm con này, đẹp nè anh Trung ơi, hiệu The Mod màu đỏ luôn. Bé này là 1 lít nha cả nhà. Con này là 102, rất là đẹp. Mã là 102 giùm em. 102.000, bình 2 lít. Đây em ngân lên thêm con 2 lít miệng rộng nữa cho mình nha. Đây con bé này 2 lít miệng rộng. Con này là 199, mã là 199 giùm em, hiệu Zoziruci, hàng hiệu đàng hoàng. 102 em chốt cho anh Trung à. Mấy cái này mua mới mắc lắm mọi người ơi. Mua mới tới cả triệu một con á chứ đùa. Đây em lên một con chảo xịn size 25, sâu lòng là 7. Rinben mọi người ơi. Chảo Rinben có gì đâu. 152, lòng rất là đẹp nha mọi người. Mã là 152, vỏ thì khỏi nói. 199 chốt cho Hoàng Việt Đoan. 199 em chốt cho Hoàng Việt Đoan à. Em cảm ơn mấy anh chị nha. Con này size 20 và sâu lòng là 8. 152 chốt cho anh Cường Thanh. Có từ 152 cho anh Cường Thanh. Con này là 165.000, xài được từ luôn. Hâm đồ ăn, nắp đậy đầy đủ ha. Rồi 165.000. Em lên con Iri Oyama mọi người. Nắp bật mọi người thấy không? Bật giỏi ơi là giỏi, xịn ơi là xịn luôn. 113.000, con này 1 lít nha. Mã là 113 giùm em. Mã là 113, lên bình cute cho mấy chị nè. Con này có 33.000 cho mọi người, rất là dễ thương. Mã là 33 mà vừa tay nữa, cầm vừa tay lắm. Con này hiệu The Mod à, hiệu The Mod 1 lít. Bé này là 106 đây, ai không kịp lấy 1 lít kia lấy con này nè, con này đẹp nè. 106, mã là 106 giùm em. Đây với Ngân lên một con chảo nhôm, ôi xin lỗi, chảo Mỹ mọi người. Chảo Mỹ, đây, xài bếp ga giùm em nha, xài bếp ga. Nó có hết mà hết nhẹ lắm, thôi xài bếp ga đi cho chắc. 106 chốt cho Trần Vi Tú. 106 cho Trần Vi Tú, rồi con này là 625.000. 625 cả nhà, chảo Mỹ, mã là 625. Rồi 106 em chốt cho Vi Tú nè. Đây bé lên một cái bình inox, con này lấy mấy bình 1 lít lên giùm tôi coi cha. Bình này là bình full inox nha mọi người. Em này là 79.000, mã 79. Với mấy cái bình này là rửa là xài hoài luôn mọi người, càng rửa càng bóng nha. Đây em có ấm 2 lít, có từ và có còi. Lấy vài món tặng khách đi cho tôi thở với cha ơi. Em này là 122.000, mã là 122. Lấy mấy cái đồ hủy tinh á, mã là 122 giùm em, 122.000. Đây với Ngân lên thêm cho mình con này là con này là hiệu Zoziruci cho bé mọi người, rất là đẹp. Bé này là 86 thôi, mã là 86 giùm em. Mã 86 chốt cho Trần Vi Tú. 122 chốt cho Trần Vi Tú ạ. Rồi em tặng ly cho mình uống nước nha. Chốt giùm em Ngân mã gì thấy hai lửa cho em cho nó suối ơi. Tặng quà là uống nước với mọi người. Đau hả? 85 chốt cho Linh Linh. 85 em chốt cho Linh Linh. Ủa 86 đúng không? 86 Linh Linh. Rồi tặng anh Trung hai cái ly uống cà phê. Rồi tặng cho cô Thủy hai cái ly à. Rồi một chút mình tặng nữa nha mọi người nha. Một chút tặng nữa à. Cái gì rồi hỷ tin em đầy mọi người. Rồi con này là 104, mã là 104 giùm em. Mã là 104 à, 104.000. Đây với Ngân lên một con chảo. Ôi chà chà chà. Vân đá sâu lòng size 30, sâu lòng là 10. Mọi người coi nè, cái lòng nè nhức nát liền, đẹp quá. Rồi em này là 205, mã là 205 giùm em. 205.000, mã là 205. Lên bình cute thêm giùm mình đi mấy anh chị ơi. Đây lên cái con bình ti fan mọi người, bình ti fan 205 chốt cho anh Cường Thanh. 205 của anh Cường Thanh. Con này 61.000 mọi người, bình mà hiệu ti fan nha, lạ chưa. Đây lên thêm một con bình nước 1 lít nha. Bé này là 113, mã là 113 giùm em. Bình này thể thao, quay xếp ra vô được. Lên thêm sâu lòng từ chảo đi. Đây với Ngân lên con này cho mình. Con này là size 19 và sâu lòng là 10. Một cái nồi nhỏ, bếp ga giùm em nha. Con này là 180, mã là 180 ạ, 180.000. Mã là 180. Bình hiệu The Mod 1 lít nha anh chị. Màu đỏ full đỏ luôn, 71.000, mã 71 giùm em, đẹp quá nè. Mã là 71 ạ. Em lên con sâu lòng từ nha. Bé này là size 29, sâu lòng là 9, có từ luôn ạ. 71 của anh Trung. Rồi em này là 195.000, mã là 195 giùm em. 195, lòng ok. Mã là 195 giùm em ạ. Bình thể thao nha quý vị. Con bình thể thao nắp bọc nè. Bình ni kè đàng hoàng nha. Bình nai đàng hoàng. Ai dở tay lên ha. Em này là
209, mã là 209 giùm em. Mã là 209, 209 ngàn, bình thể thao. Rồi cho em thêm nồi inox, mấy cái nồi dày vip xịn lên giùm em nha. Với nồi men, nãy giờ không bán nồi men. Đây em lên con này, size 23 và sâu lòng là 10. Có từ luôn nè mọi người, nó hết muốn văng cái tay ra ngoài. Rồi 249 ngàn, mã là 249 giùm em. Mã là 249 à. À, chị Thúy Trinh cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship. Chảo oval cả nhà rất là đẹp luôn. Bé này có những cái rãnh để nó ráo dầu ha. Ăn đỡ ngáy, size 35 cả nhà. Cái này bán cái quý vị ơi, một đứa duy nhất luôn. Con này 202 giùm em, xài bếp ga rất là đẹp. Mã là 202. Mã là 202. Đây em lên một con bình miệng rộng, trời ơi nó đẹp. Ai thích cái gì chứ em vẫn thích bình inox thôi mọi người. Xài hoài được hoài, không có xưa không có cũ gì hết trơn á. Rồi con bình inox đẹp này, đẹp dữ luôn á. 195, mã là 195. Em xin lỗi chị nha. Sorry. Xin hoài cũng ngại lắm chứ mọi người. Mà không xin thì quên. Xin cái giống như là không nhớ khách vậy đó, xin lỗi. Đây em lên một con chảo đẹp, em bán cái nha, rất là đẹp. Bé này là 120 mọi người, 120, mã là 120 giùm em. Có từ và vân đá rất là đẹp. 120 ngàn, mã là 120. Cho em ít gia dụng đi chật ơi. Rồi em ngon lên cái nồi luộc gà siêu to khổng lồ. Bé này là size 33 và sâu lòng là 13. Bếp ga giùm em nha mọi người, nồi inox. Inox 304 luôn, không hết. Em này là 292, mã là 292 ạ. 292 ngàn. Chân không tiền. Mệt, anh Trung tấu hài hoài luôn á. Đây, Vĩnh Hưng lên một con nồi men rất là đẹp. Nồi men này là size 19 và sâu lòng là 10, đẹp nha quý vị. Ngon lành cành đào luôn nè. Cán gỗ rất là xinh. Rồi, con này em ngon bán cho mình là 350, mã là 350. Mã là 350, dễ thương lắm luôn nè. Bên trong sạch sẽ, ngon lành. 350, một cái nồi xinh xắn, mã là 350. Rồi, Vĩnh Hưng lên thêm vài cái chảo pháp đi. Con này size 24 và sâu lòng là 8. Bán trái thôi quý vị, nói gì to. Lên nồi luộc gà to. Cái nãy đó, trời trời. Dưới đây có một cái nữa nè. Rồi con này em ngon bán cho mình 180, đẹp dữ luôn. Mã là 180. Ruột đẹp, vỏ đẹp. Chào trực 2K chào. Phía sau nhé. Trời ơi, chào ông trái kìa ông trực. Đây em lên con này. Đẹp trai nhất trong tim của em luôn đó. Có mình ông trai đây đó, còn bạn gái hết mà. Đây bình 1 lít nha, đẹp lắm luôn. Con này là nấu từ hả? 105, mã là 105 giùm em ạ. 105 kiếm giùm mình cái nấu từ đi bạn. Đây chảo pháp em bán cái quý vị ơi, size 25, đẹp cực kỳ luôn. Con này nó mới nó đẹp, xài bếp ga giùm em. Em này là 200 ngàn, mã là 200. Mã là 200, lòng rất đẹp. Nồi luộc gà to nấu từ, nói chung là ai cũng nồi bự có từ đó, đi check giùm mình đi. Đây em lên cái ủ trà 200 chốt cho anh Cường Thanh. 200 em chốt cho anh Cường Thanh. Bé này là 185, đẹp nha quý vị. 185. Con này là hiệu Zoji Rusi, mã là 185 giùm em. Lên cái nồi chống dính này cho nó đỡ buồn. Đây lên một em nồi chống dính ha. Bé này là size 26 và sâu lòng là 10. Bắt được từ luôn nha mấy anh chị ơi. Rồi con này em nâng cân cho mình là 287, mã là 287 giùm em. Nồi chống dính 185 chốt cho Như Ngọc. 185 em chốt cho chị Như Ngọc ạ. 185 của chị Như Ngọc. Rồi bé này là 45.000, mã 45. Mã 45. 287 em chốt cho anh Hoàng Việt Đoan. 287 của anh Hoàng Việt Đoan. Hai khóa nè, 2K chắc bị mấy chị gái bắt nè. Trời hay vậy ghê á. 106 đẹp nha mọi người, hiệu Themos 106. Mã là 106 đây, nồi luộc có từ. Em chiều mấy chị là banh xác luôn đó. Đó, đó có từ nghe. Bé này là size 33, 106 cho anh Trung. Rồi con này em ngân cân là 279 mọi người ơi. Mã là 279 luộc gà. Mã là 279 giùm em, 279 ngàn. Bình Zoji Rusi 1 lít nè, cho mới gia dụng đi chàng trai ơi. Rồi con này là 90 ngàn, mã 90 giùm em. Mã 90,
90.000 à, mã 90. Lạnh quá à, lạnh muốn xỉu luôn á. Đây em lên một cái nồi kho cá kho thịt cho mình nha. Nhỏ gọn. Bé này là size 22 và sâu lòng là 9 nè. Để em coi xài được từ không? Được từ luôn nha. Con này em ngân cân cho mình là 198, mã là 198 giùm em, 198.000. Mã là 198. Đây lên cái bình màu hồng, nắp inox rất là đẹp. Đây cả nhà. Con này là 61.000, mã 61 giùm em, mã là 61. Chốt cho Hoàng Lê. 90 em chốt cho Hoàng Lê, 90 cho Hoàng Lê. Cái này bán cá nhanh tay lên à, size 34 nè. Nhanh tay lên mấy anh chị ơi, quá đẹp. Rồi con này 480 giùm em, nắp đầy đủ, mã là 480. Mã là 480, nắp đầy đủ ạ. À. 81 chốt cho Lại Thủy. 81 con chốt cho cô Lại Thủy. Rồi em bình này 1 lít nha. Cái gì? 61 chứ không phải 81 nha. 61 cô Thủy ơi. Cái hồng ruột đâu? Đưa cái hồng coi. Ruột gì đâu cha, nó vậy mà. 480 chốt nè. Cho anh Cường Thanh. 480 cho anh Cường Thanh. Rồi con này là 108, mã là 108 hiệu Themos. Mã là 108 giùm em. Ai chà chà, đẹp mọi người thấy nó ấm xanh lên luôn không? Rồi con này là size 28 và sâu lòng là 9. Cái này có từ sâu lòng. 176, mã là 176 giùm em. 176.000. Mã là 176 à. Đây mọi người ơi, lên một mớ gia dụng cho vui nha mọi người. Em lên vá lỗ nha. Vá lỗ với cái đồ đánh trứng nè, với cái đồ chiên cá nha. Bữa bán nhiêu ký quên rồi. 180 kg hả? Rồi ok, bốn món này. Trời ơi đố mọi người nhiêu. Bốn món này em ngân bán cho cả nhà. 176 57.000, mã 57. 176 em chốt cho chị Ngô Đỗ Lạc à. Kéo qua kéo qua. Đây em ngân lên thêm cho mình con này nha. Con này là 128, mã là 128 giùm em. Mã là 128, hai khóa luôn, 128.000. Rồi, à, lên có cái đồ hớt bọt nha. Một cái vá lỗ nè, một cái đồ hớt bọt nè, à, một cây chiên cá nha. Với một cái vá ok mọi người. Một ký 108 và nửa ký là 100. Mọi người muốn lấy một ký hay nửa ký, dao, muỗng, nĩa có đầy đủ hết nha mọi người nha. Rồi con này 58.000 set này giùm em. Mã là 58. Mã là 58 ạ. À. Mọi người có muỗng ăn cơm đúng rồi, cho em vài cái muỗng, vài cái nĩa trên đây đi. Đây em lên con thép trắng nha mọi người. Bé này là size 24 và sâu lòng là 6 nè. Lên chảo thêm cho anh Thắng. Anh Thắng cần chảo to hay chảo nhỏ, có từ hay không từ à. 58 chốt cho Thúy Nguyễn. 58 em chốt cho Thúy Nguyễn. Rồi lấy một set 58 nữa ha. Rồi con này em ngân bán cho mình 150, 150 giùm em. Đo lại nồi luộc gà có từ giùm mình, có chủ chưa? Size 33 cái gì á? Size 33 chị, 33 cái gì á? 150 chốt cho anh Cường Thanh. 150 em chốt cho anh Cường Thanh. 150 cho anh Cường Thanh cái chảo thép trắng. Rồi con này là 50.000, mã 50 giùm em. Lên chảo chống dính đi cô bé ơi. Đây em ngon lên cho mình con chảo nha. Bé này ha ha đẹp, nhưng mà xài bếp ga. Bố ăn học bình cực đẹp. 50 chốt cho Đăng Minh. Đưa cái nồi lại coi. Con này là size 28 và sâu lòng là 7. Sao nãy không hỏi một lần đi cha. Rồi em này lòng đẹp nha mọi người ơi. 140.000 giùm em. Muỗng ăn hộp vịt lộn cực đẹp. Cha hay vậy ghê á. Muỗng ăn hộp vịt lộn. Lấy muỗng vàng kìa, 100g 100.000. Lấy muỗng vàng lên đây. Rồi con này là size 10, sâu lòng 13 nè. Đường kính miệng là 33. Ok chưa? Anh Hoàng Lê, em có chơi Liên Quân á mà em thấy anh để GG cái em trầm cảm luôn á. GG là đầu hàng đó. Đây lên con này. Đây em có muỗng với nĩa luôn nha mọi người. Không. Giá bao nhiêu? 279. 279 luôn là trời, 279 công chúa của tôi. Lên thêm một set 58 nữa đi. Đây, muỗng vàng ăn hộp vịt lộn Super Zip Pro 100g 100.000. Mọi người thích bao nhiêu nè thì nói em biết nha. Lấy muỗng thì em lụm muỗng cho mình. Muốn lấy cái nào thì lấy cái đó nha. 100g 100.000. Đây nè, em lên con này không phải là người ta thích cái gì biết không. Người ta thích cái đồ hớt bọt. Đây em lên con này và set này cho mọi người nha. Có cái đánh trứng nè, có cái vá nè, có đồ chiên cá, vá lỗ, vá múc canh với lại một cái đồ hớt bọt. Rồi combo này là ăn chơi đầy bếp luôn mọi người, khỏi cần lo. Rồi 75.000 giùm em, một đống luôn, mã 75.
Nồi dày không em? Dạ dày nha chị nha, dày nha. Xuống đi. Đó, còn muỗng hộp vịt lộn bình thường thì 180 một ký, nữa ký 100 còn không? Cho nắm lên đây coi chơi. Đây, em lên cho mình tiếp tục nha. Bé này là 42.000, mã 42. Mã 42 giùm em. Đây, em ngân lên cái quánh VIP nha, size 19 và sâu lòng là 9 nha. 75 chốt cho Thí Trinh. 75 cho chị Thí Trinh. Chị chốt nồi đó nha, dạ không nha. 42 chốt cho Đăng Minh. 42 cho anh Đăng Minh. Rồi, con này 160 mọi người, 160 rất là đẹp. Mã là 160, 42 là gì đó? Bình nước. Đây, muỗng ăn hộp vịt lộn đây cả nhà. Ký 180, nửa ký 100, muỗng ăn cơm có luôn. Ngon là mọi người mua nửa ký thì em Ngân sẽ tặng mọi người một cái giá. Mọi người mua nửa ký sẽ được tặng một cái giá nha. Ok chưa? Đó, chơi khuyến mãi vậy thôi chứ còn gì nữa. 160 cho Nhung Nguyễn. 160 cho chị Nhung Nguyễn. Rồi, bé này là 101 à. Mã là 101. Khum là của bé heo mà ta. Chắc bé heo đi đăng ký bản quyền rồi đó anh Trung. Anh hay dạy lắm rồi đó. Chào bà chủ dễ thương. Em chào Minh Nguyễn nha. Rồi, con này là 100.000, rất là đẹp, màu hồng. Mã 100 giùm em, 1 lít nha. Mã 100. Rồi, cả nhà mua dây, mua dao muỗng nỉa đi nào. Thôi mẹ em đánh em chết. Bữa nay mẹ em dặn em phải bán 100 kg đó. Em lên con này, size 27, sâu lòng là 9. Chu cha, cái lòng đẹp quá trời đẹp rồi mọi người. 100 chốt cho anh Trung. 100 em chốt cho anh Trung nha. Em này là... em này là 100, em này là 220.000, đẹp lắm. 220.000, coi cái lòng vân đá này. Mã là 220. Mã là 220. Rồi em ngon lên thêm bình nước cho mình nha. Em này là 68, rất là đẹp, sạch sẽ. Mã 68 giùm em. 68.000. Cho mình mấy cái nồi không quay đi. Đây em ngon lên con Tifan mới. Cái này em bán cái nha, đẹp lắm. Con Tifan này là 120.000, mã là 120. Mã là 120 giùm em. 220 em chốt cho chị Thúy Trinh. 220 với Ngân chốt cho chị Thúy Trinh cái chảo đẹp. Rồi, cái này là cái quánh size 22, sâu lòng là 8, màu hồng nha. Rồi, cái quánh này có từ 120 em chốt cho Cúc Hoàng nè. Rồi, con này em ngân cân cho mình là 103, mã là 103 giùm em. Mã là 103. Rồi mấy cục vàng mua dao muỗng giùm em đi để mẹ em đánh em nè. Con này size 25 và sâu lòng là 6, một con chảo pháp. 103 chốt cho Linh Linh. 168.000 giùm em, xài bếp ga, mã là 168. 103 của Linh Linh nha. Bình đẹp đây, chú cha. Cái màu hồng của nó đẹp lắm. Bình thủy lớn không em? Bình thủy lớn có mấy bạn. Đây em ngân lên con này cho mình nha. Bé này là 135.000, đẹp lắm. 135, mã là 135. Nồi áp suất Pháp và Đức cái nào xài tốt? Nồi áp suất Pháp và Đức cái nào xài tốt? Cái nào xài tốt hơn quý vị? Trời ơi em cũng bán rồi mọi người, em có xài 135 cho anh Trung. 135 cho anh Trung, mọi người cho cái review đi mọi người. Đây em lên con này, size 21 và sâu lòng là 11. Hello, xin chào. Rồi lên chảo đẹp cho mình đi nha. Em này là 193, mã là 193 giùm em ạ. 193.000, xài bếp ga. Lên chảo đẹp giùm em đi mấy anh chị ơi. Đây, em lên con này, 9 triệu mấy là của ai? Rồi con này là 171, một cái ủ trà. 171 giùm em. Nhật không bằng hai nước đó. Nhật không bằng hai nước đó. Em thấy hai nước đó đóng phim không bằng nước Nhật. Nước Nhật đóng phim hay hơn. Rồi em lên một con chảo Dish and Chill nha mọi người. Size 27 luôn nè. Có từ luôn nha. Ngon lành cành đào. Rồi con Dish and Chill này là 172, 172, mã là 172 giùm em. Cán gỗ có khắc luôn nha mọi người. Mã là 172. Chảo của chị có từ không? Có đúng không? Có chị, có chứ. Đây, nhỏ hơn hai nước đó. Bỏ anh cứ vậy không, nó ngắn hơn. Rồi, con này có từ nè, 206, mã là 206. Mã là 206 ạ, 206.000. Rồi, lên một con bi cúc nè, nói thí nó cười. Bé này là 110.000, cái này là 1 lít nha anh chị. 110.000, rất là đẹp. Mã là 110 giùm em. Mã là 110. Rồi, lên một con size 27 bán cái nha quý vị, đẹp nha. Rồi, con này là 195, không đẹp thì thôi luôn á. 195, cái lồng rất là mượt. Mã là 195 giùm em ạ.
Rồi em lên bình 2 lít nha cả nhà. Đây 2 lít sạch sẽ. Con này đâu phải đựng nước không mọi người, đựng canh, đựng cháo, đựng súp đều được nha. À, 163, mã là 163 giùm em. 195 chốt cho anh Vũ Duy Hiển à. Anh Hiển cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu là sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship nè. Lên cái nồi men cho hàng Việt. Size 25. Size 25 cả nhà. Có tàu luôn nè. Nồi men đẹp nha. Ngon lành cành đào luôn. Quá là xịn luôn. Rồi em nồi men này em ngân bán cho mình là 475 nè. 475. Mã là 475 giùm em. 163 là gì vậy? Cái bà à, cho thêm bình miệng rộng giùm mình đi. Được mọi người, có em lên cái lồng nồi Pháp size 21, sâu lồng là chín nè. Rồi cái lồng nồi Pháp này bỏ đi cha ơi, chóc hết trơn rồi sao bán được. Rồi em lên con này à, 2 lít miệng rộng thể thao nha. Từ ngày gắn cái bộ móng tay là thấy vô dụng hẳn luôn á. Đây em này là 203, mã là 203. Trời ơi có gì đâu anh Trung. Quỳnh dở hơi quá. Quỳnh là Quỳnh làm bên FEREDIT cho nên là bệnh nghề nghiệp. Cứ mua thôi mọi người ơi. Con này là size 17 và sâu lòng là 9 nha. 203 anh Trung. Rồi em này 80 ngàn mã 80 ạ. Mã 80. Tìm giùm một chảo Tifan có từ lòng 627 size 28. Mới cỡ 90%. À, mấy cái lòng nấu lẩu á. Có từ đúng không? Có từ luôn. 80 chốt cho hàng Việt cho anh. Mọi người đừng nghĩ gì hết á mọi người ơi. Em với mọi người cứ vô tư thôi, chỉ có chị Quỳnh là đòi tiền. Rồi em lên con này nè, 196. 196 giùm em. Nghề nghiệp mà bệnh nghề nghiệp. Mã là 196 nhưng mà size này không tới 28 đâu. Đây con này nó mới hơn. Mai đi Vũng Tàu thứ hai chốt nha Quỳnh. Rồi nói vậy là tháng này cũng được thưởng rồi. 196 cho Nhung Nguyễn. 196 cho Nhung Nguyễn, cho miếng xịt mũi đi miếng cha ơi. Cái này lòng đẹp có bán cái nha mấy thầy. Lòng đẹp có từ, cái này đừng nói 90, 98, 99%. 270 ngàn, mã là 270. Làm ta không được lãnh thưởng luôn. Có cán em. Có cán em hả? Có cán hả, để coi. Con mà ông đợi có từ, phải có cán không phải có từ. Xem thấy quỳnh quỳnh ngủ. 23:57 nghe tin tin xem thấy quỳnh quỳnh ngủ không được luôn. 270 chúc cho anh Cường Thanh. Rồi con này là size ổng đòi vừa sâu lòng vừa có từ, size 29 và sâu lòng là 9 nha. Rồi con này là 277 giùm em, mã là 277 bếp ga nha. Mã là 277, 277 ngàn. Khó quá anh Khôi. Đây con này là size 18 và sâu lòng là 9. Trời trời, em bán trái đây quý vị ơi. Con này bán cho mình 142 ngàn. Mã là 142 giùm em. 142 ngàn. Mã là 142 ạ. Đây em lên con Themos nha. Ten 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 tàn. Em này là 139. Mã là 139. 142 cho Thí Nguyễn. Đây con này là 41 ngàn. Mã 41. Mã 41 giùm em. 41. Rồi lên thêm con Guzzi Rusi nè. 142 là cái gì vậy? Lên thêm quánh giùm mình đi mấy bạn. Con này rất đẹp, 202 màu xanh cổ dịch. Đẹp ghê luôn. Mã là 202, thêm quánh giùm em đi. Quánh với chảo vuông nãy giờ mấy cha không lên được cái chảo vuông cho tôi bán nữa thiệt. Cái bắt lực ghê luôn á. Đây nói vui rồi nhé, chứ Quỳnh dễ thương lắm. 202 chốt cho anh Trung. 202 em chốt cho anh Trung. À ha, Ultraman mọi người. Than 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 than. Có coi phim một hình không? Đây khuôn bánh Ultraman nha. Ngon lành luôn. Cho xe mặt Quỳnh đi ngon để nằm mơ. Hả? Cho xe mặt Quỳnh đi ngon để nằm mơ. Thôi mọi người đừng có tốn hài nữa. Để một chút em ghim lên cho em ghim Facebook Quỳnh Chỉnh lên cho mọi người xem nha. Rồi con này rất là đẹp mọi người ơi. Cái khuôn bánh quá xịn luôn ạ. À. Rồi khuôn bánh em ngân bán cho mình 200. Nặng nha mọi người, 200. Mã 200. Quỳnh là hot girl shop em. Con này size 18 và sâu lòng là 8 nha mấy anh trai. Xài bếp ga giùm em. Rồi con này lòng đẹp luôn. 80 ngàn mã 80. Mã 80 màu hồng bếp ga nha. Mã là 80. 202 là gì vậy? Lên thêm bình giùm mình. Em lên con này size 28 mà nó sâu không sâu lòng như anh Khôi nói đâu. Nó sâu tầm 6 cm có từ. Rồi bé này là 245 ngàn.
245, mã là 245 giùm em ạ. Mã là 245. Đây lên thêm con bình 1 lít nè, nắp bọc đàng hoàng. Em này là 138, mã là 138 giùm em. Nắp bọc tốt. Cho bình miệng rộng như cái màu xanh vừa rồi em ơi. Bình miệng rộng đây. 245 em chốt cho anh Khôi ốm nè. Đây bé lên thêm con này nha. Dạo này anh bán ế chậm do không dám xem tin nhắn bên Messenger luôn. Trời mệt ghê á. 190, mã là 190. Tình hình chung rồi mọi người ơi. Tự nhiên bữa ông cứu nội nào thêm em vô cái nhóm gì mà của mấy người bán gớm rồi đó, với bán mấy đồ Nhật nè. Em không biết ai thêm em vô nữa. Vô đó mình bán gì, người ta bán là khích lệ nhau lên bán. Có từ. Người ta bán là khích lệ nhau lên bán. Không mấy cha mấy mẹ vô than. Người này than ế, người kia than ế hơn. Ủa gì vậy trời. Cái này là size 20 và sâu lòng là 10. Tự nhiên vô than thở vậy chi. 125 ngàn mới tin luôn ạ. 125, mã là 125. 125 ngàn. Cho một chảo lòng Titan 28. Lấy cái chảo lòng Titan 28. Có cái tờ có kẹp. Ông này khó hơn ông kia. Anh đi này. 25 chốt cho Thí Nguyễn. Có kẹp nữa hả? Coi còn chảo nào có từ nó không thiệt á. 125 cho Thí Nguyễn à. Rồi em lên cái ấm nè. Con này tầm 1 lít rưỡi có từ. 168 ngàn, mã là 168 nha em. Mã là 168, 168 ngàn, ok chưa? Đây, sâu lòng từ, nhức nhói luôn nè. Con này là size, chảo full inox hả? Con này là size 27 và sâu lòng là 9 nha. Bé này đẹp quá mọi người ơi, 170, ghẻ bèo như con mèo, 170. Đó, nấu từ nấu bếp ga được không? Được chứ. Trời, nói chung là chỉ có bếp từ mới kém, còn bếp ga là chơi khô máu cho em. Có kẹp nồi không? Có kẹp nồi không? Không, hẹn mình bữa sau nha. À, hôm qua có 6-7 cái không mua. Có cái nồi luộc gà rộng tầm 33, sâu 15-16 không em? Không có Linh ơi. Ông Trung hốt hết luôn đi. Không để em like nhiều mệt. À, anh Nhật đổi avatar em nhìn không ra. 170 đây nè bà nội, tập trung vô bà nội. 170 cho Thí Vũ. Rồi con này là 101, màu cam orange giùm em này. Rồi có ngọn lửa ngọn ơ đầu nè. À, lên mấy cái nồi size 20 đi sớt. Bên đó đó cô bé, lên nồi 20 giùm mình đi. Có mọi người, mọi người cứ hỏi đi mọi người, sai khiến đồ lên cho tụi nó đi làm việc. Không chị. Thì là muỗng ăn cơm đúng không ạ? À? Có nha, 1 ký 108, nửa ký 100, mua nửa ký tặng cái giá. Rồi, con này là size 20 và sâu lòng là 13 nha mọi người. Có từ luôn. Con này là hiệu Siculon, thiệt nha, không phải nói bậy nha, thiệt luôn. Rồi, em này là 325, có gì em gắn cái núm sau nha. Có bình 2 lít không ạ? À? Có chứ. Thì là muốn ăn cơm đúng không cục vàng. Đây 1 ký 108, nửa ký thì 100 giùm em nha. 325 chốt cho anh Cường Thanh. 325 em chốt cho anh Cường Thanh cái nồi Siculon. Đây 2 lít miệng rộng nè mấy chị. Bé này là 192, mã là 192 giùm em. 192. Thằng nào ăn cắp cái điện thoại của Nguyệt rồi. Cô Nguyệt. Thằng nào giật cái điện thoại của Nguyệt rồi. Gắn núm màu gì để biết chốt. Núm màu đen anh nha. Còn núm màu đỏ thì hẹn mình lại lần sau ạ. À. Chắc là kiếp sau luôn á. Cái này là size 24 và sâu lòng là 8, bán cái nha. 192 chốt cho Dũng Trần. 192 cho Dũng Trần. Lấy luôn cái bình nhiệt Tifan 61 cho xem lại hỉ. Cái bình 61 màu xanh hồi nãy bên đây nè. Dọn qua chưa? Đâu đây nè. Rồi con này 235 mọi người. Sao thì mọi người cũng biết sao rồi đó. 235 ngàn giùm em. Có chưa? Có cái bình Tifan màu xanh chống sọt này nè. Màu đỏ đúng rồi, màu đỏ. Xong nó màu xanh. Màu đỏ đúng rồi. 235 chốt cho anh Cường Thanh. 235 em chốt cho anh Cường Thanh nè. Con này là size 22 và sâu lòng là 9 nha mấy cục vàng ơi. Rồi con này lên cái nồi nhỏ nữa đi, có từ nhỏ nhất có thể luôn. Mấy chị ăn mình không ăn với ai hết á. 206, mã là 206 giùm em. Đây nè, chàng trai tháng 12. Đây, Tifan 61 ngàn. Khổ ghê biết, cái bình 61 thì chốt mẹ luôn đi, còn nồi coi lại nó khổ thiệt luôn á. Đây mấy con lên con này 1 lít nha. Bé này là hiệu hiệu gì trời, hiệu Rim Sport nha mọi người. Tập thể dục trong mơ nha. 117, mã là 117 giùm em. Mã là 117 ạ. Đây nồi 20. 61 chốt cho Khôi Mập. 61 em chốt cho anh Khôi nè. Rồi con này là size 19 và sâu lòng là 10. Bếp ga giùm em nha mấy cục vàng.
Rồi em này là 132, mã là 132. Thế bình 2 lít chốt được chưa? Anh Đăng Quân, thế được bình 2 lít chốt được chưa? Chưa nha, lên cái bình 2 lít khác cho anh Đăng Quân coi. Mọi người cần gì chưa? Cái này không đủ 2 lít đâu, cho cái đây đây đây. Mọi người cần cái gì thì la lên mọi người, để tụi nó đứng ở không, nó đứng nó cười, nó hả hả này nè. 132 chốt cho Thúy Nguyễn. 132 cho chị Thúy Nguyễn, lụm hết mấy cái nồi nhỏ ra bán giùm mình đi. Em này là 202, mã là 202. Mã là 202, 222 ngàn. 202 dạ. 202 xin lỗi. Đây, Tifan lồng đẹp luôn, màu cà rốt, size 30, sâu lồng là chính. Đây, phải mọi người lấy con này ăn lẩu là có phải xịn không? Bình thể thao 2 lít đi. 202 chốt cho Đăng Quân. 202 cho anh Đăng Quân. Rồi em này là 216, đẹp nhức nhối luôn mọi người, màu cà rốt, lót kỹ giùm mình nè. Ủa giảm gì ai vậy? Ai gì? Rồi, ai cấp điện thoại chung nữa rồi. Còn nồi nhôm nhỏ xíu không còn à. Cái này là size 19, sâu lồng là 10. 216 chốt bếp ga giùm em. Có nồi nhôm nhỏ lên, nồi nhôm nhỏ giùm mình, cho chị bình miệng rộng đựng được canh. Ok, bình miệng rộng thêm đi mấy cô bé ơi. 181.000 bếp ga giùm em, 181. Nên chậm thôi, rồi rồi ok, lên chậm thôi. Ok. Đây cái bình này có khóa thông minh nha mọi người. Tức là khi mình dặn qua đây thì mình bấm nó không văng lên, mọi người thấy không? Đây. Anh thấy. Rồi bình thể thao 167, 167. Lên cái loại áp suất coi anh em. Mấy lít anh Đăng Quân? Mấy lít Đăng Quân để em lấy cho. Đây, con này vân đá, size 28 và sâu lồng là 10. Có từ 179, 179 sâu lồng từ giùm em. 167 cho Ngọc Minh. Đây cái này đựng được canh nè chị ruột ơi. Miệng rất là rộng mọi người, ngon lành cành đào luôn. Rồi con này ngân cân cho mình là 203, mã là 203. Lấy cái 6 lít cho anh Quân luôn đi. Lấy cái 6 lít giùm mình đi. Tí để về hầm gà. Ok ok. 179. 179 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Đây nồi nhôm nhỏ ai mới hỏi em nè. Chảo không quay còn không em. Chảo không quay còn không em, còn trứ. Cái này là size 19 này, nhôm đúc luôn. Con này là 103 mọi người, nồi nhôm 103 giùm em. À, chảo không quay lên thêm đi mấy bạn. Có mọi người. Đây em lên một cái chảo này trước đi ha. Lồng kim cương 83.000 mọi người. Lồng đẹp ghê, xài từ xài ga đều được nha. À, ông Trung có duyên với shop em Ngân vì toàn bình đẹp. Dạ bình rồi với lại em cũng bao nhiệt nữa mà. Đây con này là 63.000, mã 63. Mã 63, 63.000 giùm em nha. Đây với Ngân lên thêm cho mình. Ách cha 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 cha. Size 30, sâu lồng là 10 à. Bán cái nha anh chị ơi. 103 chốt cho Vũ Hạnh. 103 cho chị Vũ Hạnh à. Rồi bên em là chuyển khoản đi hàng nha. Gắn núm cho em. Rồi ok yên tâm mọi người. Gì chứ núm em chảo có. Mà núm màu đen nha. Chảo bé vừa nãy nữa nhé. À, chảo bé là cái nào ạ? À? Cái 83 hả anh? Bấm mã giùm em đi. Rồi con này là 220. Trời ơi đẹp vậy thôi chứ muốn gì nữa. 220. Nồi inox nắp kiến bếp từ. Bên đây em có nha. Mấy lít anh Quân? Ồ anh Hiến. Ồ anh Hiển. Xin lỗi nhìn nhầm. Mắt kém mọi người, dạo này già cả rồi. Thôi hôm qua có từ size nhỏ. Hôm qua có từ size nhỏ giùm em đi support ơi. Rồi con này 228. Không đẹp thì thôi luôn. Có đèn pin không vậy? Dạ em có con cây đang xài à. Khổ thiệt luôn á. Người ta bán đồ gia dụng mà hỏi cái đèn pin gì đẹp. Tráng gì đâu á. À chủ like xin gái dễ thương nữa anh Nguyễn Nhật. À nè nồi nhỏ không qua giùm em cái nè. Rồi cho em lên nhanh bấm không nồi. Rồi cho em nồi inox nắp kiến. Đây 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 có luôn. Cái chảo mặt kim cương gì đấy. À lấy cái đó cho anh đi. Rồi ok anh Quân 83.000 à. Vậy bấm cái cầu đó dán vô. Rồi con này là size 27 và sâu lồng là 10 luôn nha. Có từ có okay. Dao lên dao đi mấy bạn, lên dao đi mấy cô bé. Đây em ngân lên cái nồi inox đẹp nè, nắp kiến 334.000, mã là 334 giùm em, mã là 334. Rồi mấy cục vàng của em cần gì thì la làng lên nha. Đây Tifan, ối xin lỗi không phải Tifan, 6 lít à, 6 lít em, 5 lít rưỡi, 5 lít rưỡi. Bếp ga giùm em hả? Bếp ga, à bếp từ, à bếp từ. Rồi bếp từ nha cục vàng ơi. Đây con này, con này là 900.000 chẳng à, 900.000 chẳng, 6 lít luôn, bao xài ạ. À. Có nồi áp suất 6 lít đâu, chạy bếp từ. Đây nè anh Quân, nó nè anh Quân. Rồi cái nồi nhỏ không quay
Con này là size 17 và sâu lồng là 8, lồng Ngọc, đẹp luôn. Ngọc Minh cho em xin số điện thoại. Ngọc Minh cho em số điện thoại đi ạ. Rồi con này là có 95.000 à. U là trời, có từ luôn nè. Có ca lọc dầu inox 304 không em? Dạ không ạ, không có inox 304. À không, không có ca lọc dầu, nói vậy mới đúng. Rồi con này 42 mã 42. 95 lên thêm nồi không quay giùm mình đi. Đây lên một con Tifan đẹp size 28. Em bán cái nha, bếp ga. Con này là 195, đẹp nha mọi người. Mã là 195 giùm em, 195.000. Lên cái nồi không quay đi cô bé. Bình 1 lít đen chị, bình 1 lít nè. Bé này là 103.000, mã là 103 giùm em, 103. Đây lồng nồi còn nhiều cả nhà, mọi người thích lồng nồi hả? Đây, size 15, sâu lồng là 10 của Pháp luôn, xài bếp ga nha. Em này là 75.000, mã 75 giùm em, mã là 75. 95 của ai? Dao inox 95 của số điện thoại. Da. Da dao inox số điện thoại là sao vậy? Chị Ngọc Minh nói gì em không hiểu à? Đây con này. Con này là size 20-22, sâu lồng là 10. Đây cái này em bán cái nha, ngon lắm. 148.000 mới tin luôn nha anh chị, hàng VIP đẹp lắm. 148 giùm em. Đây dao nè công chúa. Rồi con này trời có 94.000 mọi người, mài một cái là khô máu luôn. Nhân viên đòi nợ chắc lương cao ngất ngưỡng gì đòi theo phần trăm. Dạ đúng rồi, nhân viên ép em à. 148 cho cô Lại Thủy á, 148 cho cô Thủy. Rồi con này 72.000 nha mọi người, 72.000 giùm em, mã 72. Rẻ quá mọi người, nó rẻ dữ luôn rồi đó. 108 nè. Ở sau nó có thêm mấy cái răng cưa làm gì mọi người, chặt nước đá ha mọi người. 108 giùm em, mã là 108. Rồi thêm con này. Con này là 103, mã là 103 giùm em. 72 cho chị Cúc Hoàng giùm mình. 72 là gì vậy? Dao thép nè anh chị. Dao thép này là 100.000, mã 100. Con dao thép nha, mã 100. Ok chưa? Đây em lên thép một cái quánh rất là dễ thương, màu hồng và có từ luôn nè. Lồng cũng ok luôn. Bé này là size 22. Con này là 110.000, mã là 110. Dao chặt 300.000 một cái nha chị ơi. Có em có được 95 không mà không. Em lắc. Dạ không nha chị. Không nha. Tôi quýnh ông liền luôn á. Ông đứa này thấy có được không? Kỳ cục. Tức cái mình đây 110 cho chị Thúy Trinh nè. Đây tên 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 tàn đây cả nhà ơi, quá là xinh. Thêm quánh chống dính 300.000 mọi người, 300.000 giùm em con này mới nha, mới ken xà beng luôn, cầm nó rất là đầm tay nha mọi người nha. Nói chung là đây nó không phải giống như cái kiểu mà 100 mấy trên sập be đâu nha mọi người, cái này là hàng chuẩn nha, hàng chuẩn Nhật luôn, cầm rất là đầm tay. Có chốt được nồi áp suất không bà trẻ ơi? Có mà anh, em dành cho anh đó, ai chốt em cũng không có chịu hết trơn á, em để cho anh cái nồi áp suất. Rồi con này nồi áp suất nãy lấy cho anh đó chưa? U là chơi nhiêu tiền? 900. Bấm 900 giùm em. 900 anh, 900 anh Đăng Quân ơi. Rồi con này là 85.000, mã 85, hiệu Joji Rusi. Bấm 900 giùm em anh, anh không có bấm mã nghe. Lên cái quánh nhỏ chống dính size 14 nè. Lấy một dao chặt 300 cho Thí Vũ. Rồi ok, 85 cho anh Trung. Con này 69.000 quý vị, lồng rất đẹp, mã 69. Đây em lên con dao chặt mọi người, dao này bao xài luôn mọi người, ngon lành cành đào. Rồi dao chặt 300 cho chị. Mấy Ngân lên thêm cái lồng nồi nha, không bớt được à. Mua 3 mã rồi và em xin trân trọng giới thiệu mọi người. 69 cho Quỳnh Văn Phong. Mọi người trân trọng giới thiệu, các bạn chuẩn bị vỗ tay nè. Đầu tiên quán quân anh Cường Thanh và chị Nguyễn Mến mua chắc hơn 100 triệu, vỗ tay. Rồi tiếp theo là gia đình của anh Kiên Giang với chị Trần Liên về nhì. Rồi tới anh Trung chắc cũng là xem rồi đó mọi người, giải ba chắc cũng 70-80 triệu rồi đó. Đó mọi người thấy không, em bán rất là thiệt giá mọi người, chứ không có nói dốc gì đâu mọi người ơi. Size 19 nha, sâu lồng là 32 gái nha, có từ. Con này là 254, mã là 254. Em bán thiệt giá lắm mọi người, có bán hết đâu mà mọi người kêu em bớt giá này nọ, mẹ em đấm em yếu xèo luôn á. Rồi con này 70 quá rẻ luôn, có chữ ký của ai nữa nè, Ronaldo cái gì nè. 900 cho Đăng Quân. Nói tên Quân phải chốt. 900 em chốt cho anh Quân, em cảm ơn anh Quân nha.
Cái này là size 29 và sâu lồng là 9 có từ nè. Rồi con này em ngân cân cho mình là 196, mã là 196 ạ. Mã là 196 giùm em. 24254 em chốt cho chị Thúy Vũ ạ. 254 em chốt cho chị Thúy Vũ. Anh Việt Anh bán xong chưa? Còn bán không anh? Nãy giờ thấy mất tiêu, tưởng đâu anh Việt Anh ra rồi chứ. Ngân bán rẻ nhất Facebook đó bạn. Rồi em cảm ơn anh Trung Kiên Giang nha. Cảm ơn mọi người. Đây bé lên em con này mới tinh luôn ạ. 120.000. Mã là 120 giùm em. Mã là 120. Thôi anh Trung đừng nói vậy. Nói vậy ta tưởng anh em mình đạp dò nhau. Thôi bắn cái cạc cho anh Trung nữa bạn. Rồi em lên em con này 2 lít nè. Lồng đẹp luôn nha mọi người. Lấy con này đi sạch lắm luôn á. Thơm nữa. Em còn nghe mùi nhựa luôn á. 120 của chị Thu Hằng Dương. Rồi con này là 235, quá đẹp luôn. Mã là 235. Đựng canh được nè mấy chị. Đựng canh, đựng cháo, đựng súp ngon lành luôn. 235. Vừa đẹp, vừa sạch, vừa mới, vừa thơm nữa. Đây em ngân lên thêm con này cho mình nha. Một cái nồi ấy chà chà. Ái chà chà, đẹp nha. Mấy anh vào vị trí nè. Size 23, sâu lồng là 17 nha. Đây bế lên con này. Rồi con này là 450, mã là 450, vân đá từ trong ra ngoài luôn. Mã là 450 giùm em. Đây quánh chống dính rồi nãy ai chưa được. Size 18 và sâu lồng là 8. Có nồi inox size 25 không tự? Có chứ. Lên nồi inox size 25 giùm mình. 450 của anh Kiên Giang ạ. Rồi em lên thêm một cái. Em lên thêm con này. Con này là 108, mã là 108 giùm em. Bắt được từ luôn nha mọi người. Mã là 108. Lên bình đi mấy anh chị ơi. Bình theo mốt đẹp 1 lít ạ. Con này là 80, mã 80 giùm em. Full đen luôn. Đây nồi 25, 108 cho chị Thúy Nguyễn ạ. 24 được không? 24 đi ha. Sâu lồng là 11. Bao nhiêu? Có từ luôn nè, 80 cho anh Trung. Rồi con này là có từ, xài bếp ga được nha mọi người. Bếp ga là cái nào cũng chơi được đó, nó không ngán nào đó. 245.000, mã là 245 giùm em. 245, lên cái bình Aquaman mọi người. Đây, ngon lành, không mớt luôn nha, đẹp lắm. À, tại cái camera nó mớt, không mớt luôn nha. Đưa qua đây mới dễ thấy. Rồi cái bình này 1 lít dây đeo 152.000 giùm em. Mã là 152 ạ. Mã là 152, 152.000. Rồi em lên. Anh Khôi còn coi không anh Khôi? Size 28 sâu lồng là 9 nè. Có từ luôn nè. Lồng đẹp luôn. Có tay cầm hả? Thế triệu rồi. Rồi con này là 265. 265. Lên tiếp chảo có từ không quay size nhỏ đi em. Trên kệ đó. Mai mốt em like camera thường đi. Ủa anh, like camera thường nó không được câu này thôi. Chứ em cũng đâu có xài app gì đâu. Nói chung là mặt cũng bình thường. Em chốt được mấy cái rồi shop. Mạng lắc quá Thúy Nguyễn. Chắc cái sọc của Thúy Nguyễn giùm mình coi. 265 em chốt cho anh Vũ Duy Hiển à. Rồi bé lên tiếp. Em cảm ơn anh Trung nha. Lấy em tặng anh Trung mấy ly uống nước nha. Cảm ơn anh Trung. Rồi con này là size, coi là được mấy món rồi. Con này size 25 và sâu lồng là 6 ạ. Em này là 168.000, mã là 168 giùm em ạ. 168.000 giùm em. Cái đó là chảo Pháp nha mọi người. Lên một con bình 1 lít nè. Đây bé này. Bé này là 139. Cái quai của nó mở ra vô được luôn nha mọi người. 139. Em quá xá đẹp luôn hả? Rồi ok vậy có gì tặng lên chung cái lô hàng bữa nay luôn đi mấy bạn. Khỏi tính tiền. Cố gắng để được vỗ tay. Dạ cảm ơn Việt Anh, đâu có gì đâu, em giỡn mà. Đây cái này là size 18 và sâu lồng là 9. Em giỡn thôi mọi người. Mọi người thấy thích thì mua, đâu có gì đâu. 106 rất là đẹp nha. Có từ luôn ạ. 106 giùm em. Mọi người đừng nghĩ gì hết, mọi người vô đây mua. Nói chuyện là em vui rồi, không cần mua nữa. Size 24 và sâu lồng là 6. Mà thiệt ra là mọi người mua thì em vui hơn nha. Rồi em giỡn á. Rồi 139 giùm em. Tifan 139. 106 chốt cho cô Hương Phan. Rồi em này là 150 giùm em ạ. 150. Bao nhiêu món? 5 món. Nãy giờ được 5 món rồi à. Chị mình thiếu 45 món nữa là được 50 nha. Em lên chảo màu hồng vân đá. Bé này là size 26 nè. Vân đá đẹp luôn. Có từ 130. Mã là 130.
Nhớ chuyển cho mấy kẹp cho chảo đã chốt nhé. Là sao ạ? Anh Vũ Duy Hiển là sao em chưa hiểu à? Là sao cha? Chưa có bán, ý là chưa có bán kẹp, chừng nào có mới bán chứ sao em dám hứa được. 139 chốt cho Ngọc Liên đặng. 139 chốt cho cô Ngọc Liên đặng. Ôi là trời, chưa có chảo, chừng nào có, chưa có quay, chừng nào có thì tính chứ. Rồi, con này là 81.000, mã 81. Mã 81 giùm em nha, đưa nồi chống dính chốt coi trời. Đây em lên cái nồi chống dính nè. Chưa gì mà tạo áp lực cho người bán gì trời. Đây con nồi chống dính này là size 30 và sâu lòng là 10 nha, 81 của anh Trung. Rồi con này em nâng cân cho mình là 416, mã là 416 giùm em. Có từ luôn nha quý vị ơi, mã là 416. Chị Nhung cần gì em lấy cho chị Nhung. Chị Nhung chốt là đầu like đừng cái tới giờ, tội nghiệp chị Nhung. Cái này là size 18 nè, lòng đẹp luôn nha, để hâm đồ ăn. Em này là 71.000 thôi, quá rẻ quà ghe, mã 71 giùm em. Mã là 71. Nãy chị nào hỏi em cái nồi luộc gà nè. Bếp ga nha mọi người, bếp ga nha. Bên trong nó có cái lồng hấp ở trong luôn nè. 71 chốt cho Thí Nguyễn. Con này là size 30 và sâu lòng là 6. Không có kẹp. 71 em chốt cho chị Thí Nguyễn. Ôi là trời. Em giận anh Khôi thiệt luôn rồi đó. 335.000, mã là 335. Chừng nào có kẹp thì em mới bán được chứ. Cái giá thì không nói nhưng nói là sai. Cái bán hàng duyên dáng của Ngân, khách nào cũng vui vẻ, quan trọng là khách phải tốn tiền với Ngân. Dạ em cảm ơn chị Mô Bùi nha. Ngân like đi, chị xem rồi chốt không sao. Dạ chị, 335 em chốt cho anh Trung Kiên Giang nha. Anh Khôi, chừng nào có cái kẹp em mới bán được chứ. Giờ em có một cái đang xài sao đưa anh Khôi được. Con này là size 27 và sâu lòng là 7 nha. Chảo ý mọi người, người Việt Nam chắc xài không quen đâu mọi người ơi. Con này là 333.000, mã 333. Bạn anh nó mua sạch, bữa sau có cái kẹp thì em sẽ ưu tiên gọi tên anh Khôi nha. Chứ bây giờ em đâu có đâu, sao em dám hứa được. 333 chốt cho anh Cường Thanh. 333 em chốt cho anh Cường Thanh nè. Bé Ngân lên thêm con này nha. Con này là size 21 và sâu lòng là 9 nè. Có nắp luôn nha quý vị, dữ dằn luôn nha, có nắp luôn nè. Đây em này là 265, mã là 265 giùm em. 265.000 giùm em ạ. Rồi bé lên một cái bình nước có dây đeo đồ đàng hoàng cho mình ha. Con này là Zuzi Lucy á mọi người. Em chào chị Dương Yến Phi, chào mấy anh chị mới vô nghe. Anh chị mới vô thì chia sẻ bài giùm mấy Ngân cái nha. 121.000, mã là 121. Mã là 121, có dây đeo đàng hoàng luôn, Zuzi Lucy. Vũ Duy Hiển mới vào xem live. À hai người là bạn hả? Là best friend đó hả? Rồi con này, con này là size 22 và sâu lòng là 10. Quánh nhôm đúc luôn nha mọi người, cán bằng nhôm đúc luôn. Con này là 268.000, mã là 268 nguyên con nè, chuyện chưa? Mã là 268. Em cười nhìn dễ thương quá. Rồi em cảm ơn Minh Nguyễn nha. Ok anh giới thiệu rồi. Anh giới thiệu hả? Anh cảm ơn Khôi nha. Tại anh Khôi kêu muỗng nè. Rồi cảm ơn cả nhà yêu nhiều. À, 288 em chốt cho mình. 268 đi nè. 268 đúng không? Ừ. Không cần bo 20 đâu, 268. Con này là size 20 và sâu lòng là 10 nè. Hai đáy có từ luôn nha. À, em này là 218, mã là 218. Bình cà phê nhí đi, có bình cà phê nhí không? Tặng cho anh đó một cái đi. Đây em lên anh thêm con này nha. À, 85, mã 85. Mã 85 giùm em Ngân ạ. À. Khùng hay gì? Tặng bình cà phê, tặng cái muỗng cho lão hay gì? Tặng một món thôi. Đây với Ngân lên cho cả nhà một quánh inox à. Rất là dày nha mọi người, sáng bóng luôn, ngon lành cành đào. Tặng rồi không có bao tét gì. Con này là size 23 nha. Đây em Ngân lên con này cho mình. Bé này là, mấy bạn đừng có tấu hài nữa để tôi live stream coi. Rồi con này là 269 nha mọi người, mã là 269 giùm em. Mã là 269 à. Rồi lon cà phê 30k một cái à. 30k một cái giùm em. Mã 30, em có 3 cái nha. Cho anh Khôi một cái đi. Mọi người, ai mà giới thiệu bạn vô mua mà bạn có mua á mọi người, thì mọi người nói em biết đem tặng quà cho cái người giới thiệu nha. Thôi anh đi ngủ nhé, mai có công việc sớm, chút shop đắt hàng nhé. À rồi em cảm ơn anh Trung nha, tạm biệt anh Trung. Lên bình mặt quần đi anh Trung ra kìa.
Rồi con này là size 19 và sâu lòng là 10. Cái cuối là cái này đúng không? Màu xanh lá đúng không anh? Phải không? Đây em lên con này. Con này là 136.000. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. 136 của Pháp nè, thấy không? Ngon lành. À, em, chị, đó em, hai người bạn ít mua luôn. Hai người bạn là người nào chị nói luôn để em biết à. Đây em lên con này 136 em chốt cho Út Lê nè. Màu ô liu, màu xanh lá không chịu, màu ô liu mới chịu thiệt. À màu ô liu rồi, ok ô liu. Rồi con này là size 27 và sâu lòng là 7, màu đỏ đô nha quý vị. Khổ ghê á. 147.000, mã là 147, hơn rồi nhỏ học kỹ mấy cái màu chứ không thôi là chết luôn rồi. Đây, nồi chống dính nè, alo. Con này là size 23 và sâu lòng là 13. Út Lê cho em cái số điện thoại đi ạ, bên em là chuyển khoản đi hàng nha. Rồi con này là 390, mã là 390 ạ, mã là 390 ạ. À, Thảo Nguyên và Trương Khuyên à. Đúng không các bạn, đúng không có hai cách đó mua đúng không. Rồi vậy em tặng cho mình một lon cà phê nha, 390 em chốt cho anh Trung Kiên Giang à. Em tặng mình một lon cà phê nha. Đây lên con này chảo chiên trứng, bé này là 77.000, mã 77 có từ rồi em thấy rồi, cái màu liu em thấy rồi. Có nồi bếp từ không bé? Có chứ, anh Samin cần nồi to hay nồi nhỏ? Có chứ, lên nồi từ giùm mình đi mấy bạn. Đây em lên, cái chén cherry này dễ thương quá mọi người. Rồi bán hết luôn. Rồi hết cái đám này em ngân bán cho mọi người là 170.000, mã là 170. Thế tặng em non cà phê cho phấn khởi nhỉ? Dạ không ạ. Mình giới thiệu bạn đi rồi em tặng, sao mọi người kỳ quá, mọi người giới thiệu bạn đi. Bây giờ anh quân tác vô 5-7 người em tặng liền nè. À 170 chốt kìa. Cho Hoàng Việt Đoan xem lại con chảo Mỹ Mina. Ở đâu vậy? Hồi nãy chốt quá hả? Hả? Cái chảo Mỹ là chảo nào vậy? Mina có chốt. Nồi lẩu đây ạ. À. Đây em lên 170 chốt cho anh Hoàng Việt Đoan rồi phải không? Tặng anh cái lon cà phê nhỏ nhất có thể. À, được không bé, tặng luôn. Tặng cho anh Trung đi. Trời ơi, khách VIP của tôi mà hỏi mấy câu đứt ruột. Đây, em lên con này. Có từ nha. Cái nào Mỹ đâu ta? Em này là size 25 nè. Nồi lẩu nè, cục vàng ơi. Con này là 169. Mã là 169 giùm em. Có từ luôn. 169 nè. Hả? 169 em chốt cho anh Trung Kiên Giang. Tặng anh Trung cái lon cà phê đi bạn. Rồi em lên cái ly cà phê nè. Con này là 51.000, mã 51 ạ. Mọi người tát bà con dòng họ vô đi rồi em tặng cho mọi người. Rồi bé lên thêm con này nha. Con này là size 14 và sâu lòng là 7 nè. 55.000, mã 55 giùm em. À mai mốt mình chơi vụ này được nha. Khỏi cần chia sẻ. Buồn quá không được tặng, không phải khách VIP rồi. Thôi đừng buồn, tặng đi muỗng cơm ha. Không có buồn. Rồi Út Lê 55 giùm mình ạ. Út Lê 55. Con này là size 30. Chà, quá đẹp luôn. Xài bếp ga nhưng mà lòng đẹp. 208 giùm em. Mã là 208. Thôi tặng muỗng ăn cơm, mỗi lần ăn cơm nhớ tới em, không có buồn. Rồi bé lên lon cà phê cho mình ạ. Lon cà phê màu hồng. Con này là đây, con này là 42.000, mã 42 giùm em. Mã là 42.000 anh chị. Đây ngon lên một con chảo ha, lòng đẹp luôn ạ, lòng đẹp. Cái này em bán cái nha. Con này là 110, mã là 110. Mã là 110 giùm em. 42 chốt cho Thanh Ly. 42 em chốt cho chị Thanh Ly nè. 42 của chị Thanh Ly. Lên cái bình cà phê nhỏ nha mọi người, màu xanh rất là đẹp. Em này là rồi con này là 58.000, mã 58 nha, mã 58. Từ từ mọi người, trời ơi thấy anh Cường à, thấy anh Cường với lại gì anh gì anh Trung Kiên Giang anh mua 100 mấy chục triệu tặng được có cái bình cà phê rồi đó. 139.000 loại này 1 lít nha mọi người, mã là 139 giùm em. Mã là 139 em lên nồi inox đây nè. Bé này có từ luôn nha mọi người, nó tầm 4 lít à. Con này là size 23 và sâu lòng là 13 nè. Đây
Bé này là 333.000 dùm em, ba con số 3 nha anh chị. Nồi inox có từ 333.000. Rồi mấy anh chị yêu của em cần gì comment em Ngân lên cho mình liền nha. Đây bé lên con chảo màu vàng chanh mọi người, 121.000, dữ dằn chưa. Mã là 121 dùm em, 121.000. Rồi mình cần gì mình nói, lên ủ trà giấm nước đi bé. Đây 55.000, mã 55 dùm em, một cái bình màu đỏ rất là xinh, mã là 55, mã là 55, 55.000. Đây em lên con ủ trà 2 lít nha mấy chị. Cái này đổ một miếng trà vô là từ sáng tới chiều luôn mọi người, nó cứ ấm hoài luôn á. Đây, có khi qua ngày hôm sau nữa không chừng mới tin luôn nè. Rồi con này là 255.000, mã là 255 ruột mới, mã là 255 dùm em, 255.000. Đây em ngân lên con chảo lòng kim cương size 27. À lòng đẹp lắm nha mọi người, lòng rất đẹp luôn á. Rồi con này là, con này là 127, mã là 127 cho cái hộp cơm đi chị ơi. Mã là 127. Rồi mấy anh chị cần gì comment em ngân lấy cho mình nha. À, có nồi vàng nhỏ nhất, nồi nhôm vàng còn không? Nồi nhôm vàng nhỏ còn không mấy bạn? Đây em ngân lên con ấm nè mọi người, em lên con ấm cho mình nha. Bé này thì 2 lít có từ và có còi luôn. Con này là 123, mã là 123 dùm em ạ, 123.000. Rồi em ngân lên thêm cho mình cái bình nắp bọt, đây màu xám nha. Bé này là 99.000, mã 99, em không có nồi đất anh Tính ơi. Em không có nồi đất ạ. Đây em lên con này, chảo full inox, còn chảo inox không lên dùm mình nha mấy bạn ơi. 1, 2, 3, 3 ngăn to luôn nha mọi người. Rồi cái hộp cơm này em ngân bán cho mình, có đũa luôn nha, 420.000, mã là 420 dùm em, mã là 420, 420.000 một hộp cơm đầy đủ luôn á. Đây quá là xịn, ngon lành canh đào, 420.000, mã là 420. Em lên con chảo Pháp đây, bé này là size 27 ạ, có từ 420 chốt cho Nhung Nguyễn, 420 của Nhung Nguyễn. Rồi con này em ngân bán cho mình là 250, mã là 250, chảo Pháp mã là 250 giùm em. À không, em gớm em chị bán tấn thì em không có bán lẻ nha người ơi. 46.000, mã 46 giùm em, mã 46. À, mọi người muốn mua gớm thì em bán tấn thôi mọi người ơi, em bán tấn thì em không có bán lẻ nha. Rồi em lên con này size 28 và sâu lòng là 12. À, em này là 107, 107, 46 cho Thảo Nguyên, Thảo Nguyên nè. Rồi bé lên tiếp nha, con này là 45.000, mã 45, một cái bình màu hồng, mã là 45 dùm em, 45.000. Đây lên cái bình thể thao, miệng rộng luôn nha mọi người, và cái quai của nó xếp ra xếp vô được nè. Rồi em này là 190, mã là 190, mã là 190 dùm em. 45 bình... chốt chốt lê. Bình inox giữ nhiệt pha trà đẹp đẹp, 1 lít rưỡi, 2 lít coi gái, coi gái. À, bình 1 lít rưỡi, 2 lít là anh muốn cái bình ủ trà hay là anh muốn cái anh muốn cái bình bình thường đây nè, như thế này hay là thích cái dạng nó ủ trà. À, ui ta vào rồi hả, đây 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 em lên con này, đây 2 lít ngon lành luôn nha, rất là to mọi người, siêu to khổng lồ, siêu giữ nhiệt luôn. Bé này là 323, mấy anh trai sẽ thích những cái này. 323, đây mọi người nhìn bên đây nè, bên đây cái cam nó bị mớp, đây bên này không có mớp nè. 323, ngon lành luôn. Mã là 323 dùm em. Đây đây, dữ dàng, 323.000, mã là 323. Còn mình thích bình ủ trà dạng này thì lấy con này. Con này là 267, mã là 267. Dỗ chồng ngủ, dỗ sao chỉ em với. Đây em lên con này, con này là 1 lít nha cục vàng ơi, 1 lít nè. Bé này là 81.000, mã 81, mã là 81. Cái nắp của nó là cái ca luôn nha, mã 81, em này 1 lít nha. Rồi mấy cục vàng của em cần cái gì comment cho em biết nha, em lên liền cho mình ạ. Đây lên cái ca nè, 81 em chốt cho Hoàng Lê. Bên trái nó bị méo ạ, bên phải nó không méo. Rồi em lên ca uống nước nha mọi người nha, em lên ca uống nước cho mình ạ. Rồi hai cái này, thôi một này đi ạ. Rồi hai cái này em ngân bán cho mọi người là 60 nè, 60. Rồi hai đứa này y vậy luôn đi, hai mã 60 giùm mình đi. Rồi 60 nha. Chà chà chà, lên con vân đá đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn.
bé này là size 28, con này mang cái nha. 60 em chốt cho Kim Ngân Phan. Rồi con này là 208, mã là 208, đẹp xỉu luôn. 60 chốt cho Yến Nguyễn. 60 em chốt cho, Yến Nguyễn. Đây cái nồi nhôm mới hồi nãy công chúa nào hỏi nè. Con này là size 22, sâu lòng là 10, mới tinh luôn anh chị. Rồi cái nồi nhôm này em Ngân bán cho mình là 130 ngàn, mã là 130, mã là 130. Hàng gì bữa giờ chị nghi ngờ điện thoại của chị bị méo chứ. À, lẩu bếp từ bé, lên thêm lẩu bếp từ giùm mình đi mấy bạn ơi. Lên thêm nồi lẩu xài bếp từ, ok nha. Đây em lên cái quánh nhôm, con này size 21 và sâu lòng là 10. Rồi cái này là 115 ngàn, mã là 115 giùm em. 115 ngàn đi mấy cục vàng ơi. Em lên cái bình Tiger nhỏ nha, màu xanh đen, không phải màu đen, màu xanh đen. Con này là 44, mã 44. 130 Trung Kiên Giang. 81 cái bình anh chốt được không? Được mà, được mà, của anh mà. 115 chốt cho anh Trung Kiên Giang. 115 anh chốt cho anh Trung Kiên Giang. Đây bé lên cái này mới em bán trái nha mấy cục vàng ơi. Con này là 85 ngàn, mã 85, mới tinh luôn, xài bếp ga. Mã 85 giùm em. Nồi lẩu bếp từ đây nè anh Sang ơi. Có từ luôn nè. Em này là size 26. Đây lòng quá là ok, dày dặn luôn. Con này là anh Sang 251, Sang Min 251 giùm em, mã là 251 ạ. Ok, lắc cái không nghe được. Sao bữa nay mạng mình bị kém hả ta? Bữa nay do em hay do mọi người vậy? 85 chốt cho Trần Nam Sơn Nam. Rồi 85 em chốt cho anh Sơn Nam nha. Con này là 137 ngàn, 1 lít mọi người. 137, mã là 137 giùm em. 137 ngàn. Rồi em lên cái chảo chiên trứng nhỏ nè, size 18 nha, chảo ốp la, có 63 ngàn thôi ạ. Mã 63, xài bếp ga giùm em. 137 em chốt cho anh Trung. Lên thêm mấy cái nồi lẩu. Đây nồi lẩu có từ luôn nha mấy cục vàng. Bé này là size 23. 251 em chốt cho chị Mơ Bùi. Rồi con này là 169, 169 giùm em. Mã là 169. Rồi cảm ơn anh chị nhiều nha. Tifan bán cái size 26 có từ. Rồi con này là 290 ngàn, lòng đẹp, mã là 290 giùm em. Mã là 290. Mọi người đã có cái quánh hai màu chưa? Size 20 và sâu lòng là 7, có từ luôn nha. Quánh hai màu 290 em chốt cho chị Mến ạ. À. Rồi con này là đẹp quá mọi người ơi, 130 ngàn, hai màu đàng hoàng, có từ luôn. 130 ngàn. 169 em chốt cho Úc Lê. 169 cho Úc Lê. Con này 30, một cái lon cà phê hình gấu 30 ngàn, mã 30. Rồi bé lên quánh nhôm cho mình nè, size 22 và sâu lòng là 9. Em này là 103, 103, mã là 103. 130 em Ngân xin chốt cho cô Ngọc Liên ạ. À. Size 30, chu cha bán cái thôi mọi người, rất đẹp. Rồi con này xài bếp ga 220, đẹp nha mọi người nha. 220 coi cái lòng nè, nhức nhói không. Mã là 220 giùm em. Em lên nồi lẩu nữa nha, có từ luôn, to nha quý vị. Con này em Ngân cân cho mình là size 27 và sâu lòng là 10, có từ luôn nha mọi người ơi. Rồi con này em Ngân cân cho mình là 334, mã là 334 giùm em. Mã là 334, 334 ngàn. Rồi cho mình thêm bình nha. Em có một cái bình nước ạ. À. Cái này tầm 1 lít nha mọi người, tầm 1 lít ạ. À. Con này là 149, mã là 149, 149 ngàn. Mã là 149 giùm em. Anh Min nói cái này đúng không? Anh Sang Min nói cái này đúng không? Có từ luôn nè. Con này là 140 ngàn, mã là 140. Anh Sang Min hỏi em cái này đúng không? 140 ngàn, mã là 140 giùm em. Rồi muỗng là dao muỗng nghĩa luôn, 1 ký. Dao là dao bít tóp nha mọi người nha. 1 ký 180 và nửa ký là 100 ngàn. Em có muỗng cà phê, rồi muỗng ăn trứng vịt lộn, muỗng nhỏ đó, muỗng lớn ăn cơm đầy đủ ha. Có vá, có sạn chiên trứng, đồ đầy đủ cho mình ha, đồ đánh trứng. Rồi con này là 72 ngàn, mã 72 giùm em. Mã là 72, 72 ngàn. Em lên con chảo vân đá lòng đẹp nha mọi người, xài từ. Chảo vân đá này là 139, mã là 139 giùm em. 139 ngàn. Rồi mấy anh chị yêu cần gì comment để em Ngân lên cho mình vừa ý ha. Đây bé lên thêm một con quánh inox size 19 và sâu lòng là 10 nè. Con này bếp ga giùm em đi ha. Bé này là 129, mã là 129 giùm em. 129 ngàn. Rồi mấy anh chị yêu có cần gì comment giùm em nha, em lấy luôn. Trời ơi cho mình mấy chảo đẹp.
Con này size 22, sâu lồng là 9 nè. Có từ luôn nha mọi người, ấm đi liền. Em này là 171, mã là 171 giùm em. Nồi inox nhỏ, mã là 171. Cái này tầm 2 lít thôi nha mọi người. Đây, em có con ấm ngon lành. Bên trong sạch sẽ luôn ạ, à, mới tinh luôn. Bếp ga nha mọi người, bếp ga 135, mã là 135 ạ, 135 ngàn. Mã là 135 giùm em, 135. Đây, em lên con chảo đẹp. Bé này là size 24, em bán cái nha mọi người. 135 ngàn, mới tin luôn, 135. Hả? 136, 136 đi để trùng mã. Mã là 136 giùm em. Rồi, bé lên cái quánh nhôm có chống dính size 18 và sâu lồng là 8 nha. Con này có từ luôn nè. Rồi, em này là 100 ngàn, mã 100. Mã 100, lồng đẹp ạ, à, mã 100. 163 chúc cho Phương Phương, cho em xin 163 em chúc cho chị Phương Phương, cho em số điện thoại ạ, à. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Rồi, em lên cái bình hai khóa Zoji Rusi. Con này là 61, mã 61 dùm em. Mã là 61 ạ, à. Nồi áp suất xịn, lên nồi áp suất dùm mình đi. Ê cha cha, cái này mới tinh luôn. Con này là 120, đẹp lắm ạ, à. 120, mã là 120. Xịn là sao anh Trung? Anh Trung cần mấy lít hay là như nào? 100 em chốt cho Yến Nguyễn, 100 cho Yến Nguyễn. Cái bình màu xanh ạ, à. Em này là 65 ngàn, mã 65 dùm em. Mã 65. Đây, Bé Ngân lên một cái quánh chống dính. Con này là size 18 và sâu lồng là 10. Rồi, con này là 114, có từ, mã là 114. Em ơi, chảo của anh chưa nhận được em. Bình Đình, đi rồi nào. Coi đơn Bình Đình giùm mình. Như Đăng, sao em chưa nhận hàng vậy? Ôi trời, vô coi đơn Như Đăng luôn. Hai người mất, hai người chưa nhận đơn cùng một lúc ạ. À. Rồi, em lên con này nha. Hả? Như Đăng bình tỏ. Như Đăng ơi, anh à, Như Đăng coi lại tin nhắn giùm em. Cái bình của Như Đăng bị tỏ nhiệt, nhân viên đã báo với mình rồi mà chưa thấy mình rep nha. À rồi à, ai nữa? Bình Đình. Bình Đình, coi đơn Bình Đình giùm mình. Rồi, con này là 215 ngàn, một cái hũ trà đẹp, mã là 215 giùm em. Mã là 215. Ok chưa? Đây, em ngưng lên. Cái này là size à, cái này là size 27 và sâu lồng là 7 nha. Cái vỏ đẹp quá trời, cái ruột cũng ok luôn. Rồi, em này đẹp nha mọi người. Bé này là 150 ngàn, mã là 150, quá đẹp luôn, lấp lánh lấp lánh. 150 ngàn. Bé ngưng lên 215 mấy lít cho mình coi cái 215. 215 tầm 1 lít rưỡi anh Duy Hiển, tầm 1 lít rưỡi. Á chà chà chà. Bé này 260 đẹp xuất thần luôn mọi người. Mã là 260 giùm em. Mã là 260, 260 ngàn. Có chảo có nồi áp suất nào xịn lên giùm em đi. 260 ạ. 260 em chúc cho anh Trung Kiên Giang. Úi cha ơi, được một cặp đẹp quá. Rồi một cặp luôn nha cả nhà, bán một cặp luôn đi tại nó đẹp quá. Rồi cặp này là mới keng xà beng luôn á. Rồi cặp này em ngân bán cho mình là 420 ngàn, mã là 420, đẹp lắm luôn, Tifan của Pháp, mã là 420 giùm em. Lên cái bình màu hồng hiệu Themos cho mấy chị nè. Con này là 45 ngàn, mã 45, 420 cho cô Lê Nguyệt, 420 cho cô Lê Nguyệt. Rồi thêm con chảo lồng trắng size 20, đẹp nha. Rồi con này là 100 ngàn, mã 100, đẹp nha mọi người. Mã 100, coi cái đơn của anh đó chưa? Bình Đình, Bình Đình. Coi tin nhắn. Đi hội hôm thứ năm. Bình Đình ơi, để em coi lại cái hành trình nha. Sao cái app nó chưa vô được? Để chút em nhắn tin trả lời cho mình nha. Rồi, con này là 85 ngàn, mã 85. Chứ đơn mình là đi từ thứ năm lận đó, chứ đâu phải là mới đây. Đơn mình đã đi lâu lắm rồi. Em lên cái nồi rất là dày mọi người. Nó nặng, muốn xỉu luôn á. Rồi, bé này là size 27, sâu lồng là 8 mọi người ơi. Nặng cực kỳ luôn. Con này là 555, 365 giùm em ạ. À. Nồi đồng gối đá mọi người, nặng lắm. 555 ngàn, mã là 365 giùm em. Mã là 365. Rồi em ngân lên thêm cho mình một cái bình 1 lít nha. Bé này là 100 ngàn, full đỏ luôn mọi người. Mã 100, mã 100 giùm em. À, mã 100. Rồi em lên quánh nhôm nha. Con này là size 20 và sâu lồng là 9. Có từ nè. Bé này là 121, mã là 121, có từ nha mấy chị ơi. Mã là 121 giùm em, 121 ngàn. Nồi áp suất đây em có vài con nè. Con này 5 lít rưỡi nha mọi người, 5 lít rưỡi, có từ luôn. Rồi con này em ngân cân cho mình là
900 ạ, 900 ngàn, mã 900. Mã 900 giùm em ạ, 900 ngàn. 5 lít rưỡi nha anh chị, ngon lành luôn, đủ ron, đủ nấm, mình về chỉ xài thôi. 85 em chúc cho chị Lê Hồng Thanh, cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng. Rồi cái này mới em bán cái nha, một cái chảo vuông mới ạ, bé này là 130 ngàn, đẹp lắm, mã là 130, mã là 130 giùm em, 130 ngàn. Lên chảo gang không em? Có chảo gang lên, 121 cho Lê Hồng Thanh luôn, cho em số điện thoại đi ạ, bên em là chuyển khoản đi hàng. Rồi con này, cái này em ngon bán cho mình 140 nha, cái ủ cháo nhỏ 140 màu xanh. 130 em chốt cho chị Hạnh Ly. Hạnh Ly cho em số điện thoại nha, bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ mình 50% tiền ship nè. Con này là size 29 và sâu lòng là 9 nha. Một cái chảo sâu lòng vân đá có từ 178 ngàn, mã là 178 giùm em, 178. Rồi mấy chị yêu mới vô cho em xin cái số điện thoại ạ. Đây với ngon lên bình 1 lít cho mình. Con này là 99 ngàn, mã 99 giùm em, màu xám ha. Đây chảo gan đây nè chị gái ơi, anh Thiện Lê, con này là size 29 nha. Đây bên phía sau nè, phía sau bên trong. Rồi con này là 512, mã là 512 giùm em, 512 ngàn, chảo gan, mã là 512 giùm em. Còn chị Hồng Thanh cho em xin số luôn đi ạ. Đây bé lên một cái chảo Pháp nè, bé này size 25 nha. Con này là 145 ngàn, xài bếp ga giùm em ạ, mã là 145, mã là 145, chảo Tifan. Rồi em lên cái quánh, cái quánh nhỏ nha, quánh inox nhỏ. Em này là size 16 và sâu lòng là 9 nè, có từ luôn. Con này là 129, mã là 129 giùm em. Đây em lên chảo, chảo cắm trại nha, size 29 và sâu lòng là 8, có tàu luôn nha mọi người, lòng rất rất là đẹp. Cái này em bán cái nha. Rồi con này bán cho mình là 301, mã là 310, lòng rất là đẹp, mã là 310, có tàu 301 giùm em, 301. Rồi ok cả nhà, còn cần gì nữa không em lên cho mình nha. 129 cho Hạnh Ly. Chị Hồng Thanh cho em xin số điện thoại đi ạ. Cả nhà còn cần gì nữa không, để xíu nữa em up ạ, em like một chút xíu nữa em up cho mấy bạn nghỉ. Rồi bé lên con này, con này là một cái lon cà phê, 45 ngàn, mã 45. Em lên giao cho mình ha, em lên giao cho mình ha. Đây bé lên giao cho mình nè, con này là 70 ngàn, mã 70 ạ, dao bãi nha mọi người, bén lắm, 70 ngàn, mã 70 giùm em. Một con dao thép 108, mã là 108 giùm em, 108, 108 ngàn, mã là 108 ạ. Em có con dao răng cưa để cắt bánh mì ha. Con này là 75 ngàn, mã 75 giùm em, mã là 75, bén nha mọi người. Đây 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 đây, con này có triện trên thân luôn. Em này là em này là 110, mã là 110. Sao hôm nay cà phê cute đâu hết rồi? Ơ vậy hả con hả? Đây em tưởng đâu chị Ly ra rồi nên em không lên. Lên bình cà phê giùm mình. Con này 55 ngàn, màu xanh đẹp nè, mã 55. Nãy giờ tưởng chị Ly ra rồi cho nên đâu có lên. Nồi inox 25-15, nắp là sao em không hiểu. Nồi inox size 25 hả? Sâu lòng 15 hả? Mấy nồi luộc gà chật, mấy nồi luộc gà đúng không? Đây em lên thêm lon cà phê, con này là 35 ngàn, mã 35 giùm em, mã 35. Có con này lòng đẹp quá, size 24, sâu lòng là 8, vỏ cũng đẹp luôn. Bé này là 120, mã là 120. Có dao chặt nha Hạnh Ly ơi. Dao chặt là 300 ngàn ạ, 300 ngàn một cây, hàng mới luôn ạ, không phải hàng shop be đâu nha. Chị Hồng Hạnh ơi cho em xin số điện thoại đi, em nhắc mình mấy lần rồi. 120 chốt cho Cường Hổ. 120 em chốt cho anh Cường Hổ nha. Đây 300 ngàn một cái, hàng mới luôn nha, 300 giùm em. Đây em lên một con chảo nhôm, bé này chống dính, size 25, rộng 25 nắp kiến. Là ông hỏi đây nè, đây. Rồi con này là 172 ngàn giùm em ạ, chảo nhôm hai quai 172 ngàn, xài bếp ga nha. Đây anh hỏi con này hả, phải không? Size 23 được không ạ? Size 23, sâu lòng là 13 thôi, ngắn hơn dự kiến một chút. Rồi con này có tàu luôn, có nắp kiến, chỉ ngắn hơn một chút thôi, 333 ngàn giùm em ạ, mã là 333, mã là 333. Cho mình thêm vài cái nồi luộc xương đi bạn, 333 ngàn. Bình cute đâu Liên, sao không lên bình cute đi Liên?
333.000. Rồi bé lên thêm một con sâu lồng đẹp size 24, sâu lồng là 8 có từ luôn. Em này là 133, 333, em chốt cho anh Duy Hiển à. Thêm nồi inox giùm mình. Đây bình Mickey, em này là 41.000, mã 41. Rồi em lên cái con bình Elsa này 30.000 nha mọi người, tặng 30.000. Cái này là đựng nước không có giữ nhiệt. Đây em lên con này. Cái này là size 24 và sâu lồng là 15 có từ nha. 333 là bia hả? Rồi con này là 215.000 một cái nồi inox ạ. 215, mã là 215. 133 chốt cho Nguyễn Thơ. 133 em chốt cho Nguyễn Thơ, cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng. Thôi anh đi xem đá bóng Lê Hoa mất rồi. Rồi em cảm ơn nha, em chào anh. Con này là 102, mã là 102 ạ, 102.000. Đây có cái bình con gấu cho bé đi học quá là cute luôn nè. Con này là 80.000, mã 80, con gấu trắng. Có dao thép chặt gà không? Dạ không, em không có dao thép để chặt gà. À, cái dao này em có dao dạng này thôi. Bé lên cái bình 2 lít cho mọi người nha, siêu to khổng lồ. Đây con này. Đây, siêu to khổng lồ nha mọi người. Con này là 214, mã là 214 giùm em. Mã là 214, 214.000. Đây đây đây. Mã là 214 giùm em. Rồi em lên thêm một con bình inox. Bé này là 1 lít nha. Con này là 133. Đây em để qua đây không có thấy mớp nha mọi người. Bên đây nó cứ eo 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 eo. 133 giùm em. Lượm cho chị 5 cái bình Zoji Rusi 200ml đi em. Zoji Rusi hả? Có không anh em? Khó quá vậy. Rồi con này 49.000, hiệu Unilo nha. Hỏi có khó không sao lên được. Ấm 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 cho mình mấy cái ấm trên đó đi bạn. Đây em lên một con chảo Mỹ cho mình nha. Bé này là Vitarab size 22 chảo Mỹ à. Rồi con này là 205 có từ luôn, mã là 205 giùm em. À, lên xem cái anh ơi. Thắng Đặng xem cái gì anh? Anh Thắng Đặng muốn xem cái gì ạ? 205 em chốt dao cho chị. Dao thép chặt gà. Không có. 205 em chốt cho Dương Yến Phi, cho em số điện thoại nha. Đây em lên ấm inox cho mình 2 lít xài bếp ga. Rồi ấm này là 130, mã là 130 anh chị. Mã là 130, 130.000 giùm em. Mã là 130. Rồi bình 1 lít hiệu Zoji Rusi nè. Con này là 99, mã 99 màu xanh rêu nha. Mã 99 mấy cục vàng, 99.000. Dao chặt gà, đây 300 anh. Đây anh Thắng, 300.000, hàng mới đàng hoàng luôn. Đây, hàng này hàng chuẩn, cầm rất là đầm tay nha. Đây ạ, 300. Nhân viên tìm giùm ấm cao vòi dài với. Có ấm cao vòi dài mọi người. 300.000 nha, hàng mới full hộp luôn ạ. 300 giùm em ngon, mã là 300. Mã là 300 anh trai ơi. Rồi em lên một con chảo Đức quá đẹp mọi người. Chảo Đức, bé này là size 25 nha. Rồi con chảo Đức này là 170.000, mã là 170. Mã là 170, chảo Đức lồng trắng 170.000. Rồi em lên thêm cái lồng nồi đẹp nha mọi người. Con này là màu lông công á. Size 18, sâu lồng là 8. 130.000, lồng đẹp luôn. Mã là 130 giùm em, 130 có từ. Rồi ok cả nhà ơi, mọi người không mua gì thêm thì em ngưng ốp nha. À, em xin nói lại lần nữa, ngày mai nhân viên sẽ chốt đơn cho mọi người vào tin nhắn Facebook Messenger. 130 chị Nhung Trần. Mọi người thấy đúng thì chuyển khoản em đi hàng nha. Đơn trên 1 triệu em sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship ạ. Bên em là nhà gốm Tuệ Lâm ạ. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người nhớ để ý Messenger giùm em nha. Cảm ơn, bye bye mọi người ạ.